Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 17. Luân hồi mộ địa chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần hô hấp cũng dồn dập. Những cái kia ánh đỏ tựa như đột phá chân trời vậy, lộng lẫy và tuyệt vời. Hắn còn cảm nhận được luân hồi mộ địa linh khí đậm đà đến mức tận cùng, vượt xa ngọc bội kia lực lượng. Thậm chí liền Côn Lôn hư vậy kém hơn nơi này linh khí. Đây là... Diệp Thần vừa định hỏi ông già áo bào đen, chỉ gặp người sau một tiếng giày, chỉ điểm một chút ở trên không vực ngoại linh thạch trên. Vực ngoại linh thạch trực tiếp vỡ vụn ra, vô số đạo mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng phun trào. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, vực ngoại linh thạch nội bộ lại là một viên đỏ thẫm hạt châu. Hạt châu toàn thân đỏ lên, mơ hồ có ngọn lửa lượn lờ, hết sức thần bí. Ông già áo bào đen mở miệng nói, này châu kêu vực lòng châu. Ở trong chứa vực ngoại linh khí, mỗi ngàn năm rơi xuống đất cầu một lần, lần trước, này châu rơi xuống, đưa tới một tràng thượng cổ đại chiến. Chết gần ngàn vị cường giả. Ngươi hẳn vui mừng, hoa hạ linh khí mỏng manh, người tu luyện không lớn bằng lúc trước, phần lớn người lại là thụt lùi là tu luyện cổ võ, nếu không ngươi muốn từ nhiều người trong tay người lấy được này châu, còn khó hơn lên trời. Còn nữa, này châu nếu như rơi vào Côn Lôn hư, người muốn có được vậy căn bản không có thể. Diệp Thần nhìn vậy tuyệt thế vực lòng châu, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể huyết mạch đều sôi trào. Thằng nhóc, vốn là ta 3 ngày sau thì phải hoàn toàn rời đi, nhưng là có hạt châu này, ta chí ít còn có thể trợ giúp ngươi 10 ngày. 10 ngày sau, ta có thể thật muốn tiêu tán, không biết sau này, người ta còn có thể hay không gặp mặt. Nghe được câu này, Diệp Thần hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái ông già áo bào đen, tiền bối, mặc dù ngươi không cho ta gọi ngươi sư phụ, nhưng là ta Diệp Thần từ đầu đến cuối thừa nhận ngươi là ta một vị sư phụ. Ông già áo bào đen nghe được câu này, con ngươi lóe lên vẻ ngưng trọng. Mấy giây sau đó, mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi càng về sau, thực lực càng mạnh, chạm được đồ sẽ càng sâu. Ngươi sẽ dần dần phát hiện, chúng ta đang lợi dụng ngươi, ngươi cái thúng trên người quá nặng quá nặng. Lấy ngươi lực một người muốn phá vỡ cái thế giới này quỷ dị khó lường cục, rất khó. Từ luân hồi mộ địa mở ra trong nháy mắt kia, chúng ta 100 người vận mệnh và ngươi hoàn toàn trói, ngươi là chúng ta cứu chuộc, lại là chúng ta 100 người hy vọng duy nhất. Ngươi sẽ phát hiện cái thế giới này sau lưng tràn đầy tà ác và bóng tối, có một ít đứng ở đám mây trên người nắm trong tay tất cả mọi người sống chết, bọn họ điều khiển hết thảy, đem thế giới biến thành bọn họ nghĩ dáng vẻ. Ngươi phải đối mặt kẻ địch, so như ngươi tưởng tượng mạnh đếm lấy gấp vạn lần. Mấu chốt, ngươi nắm trong tay luân hồi mộ địa sự việc, không biết còn có thể trốn bao lâu, nếu như bị những người đó phát hiện sự tồn tại của ngươi, bọn họ không cần lên đường, là có thể cách không chỉ một cái đem ngươi nghiền ép đến chết. Chúng ta có thể làm, chính là đem ngươi biến thành chống lại loại này tồn tại cường giả, chỉ vì là ngươi là chúng ta người xoay mình. Diệp Thần chán bây giờ có một đạo nghiêm túc ý, tiền bối, người nói cái loại đó đám mây người người rốt cuộc là cái gì thế lực. Còn nữa, năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, các người tại sao phải ở trong luân hồi mộ địa. Ông già áo bào đen há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, được rồi, phía sau mấy vị sẽ nói cho ngươi. Lấy năng lực của ngươi bây giờ, biết cũng vô ích, ngược lại sẽ đối với ngươi đạo tâm sinh ra ảnh hưởng. Cái này 10 ngày, ta tận lực nhiều giúp ngươi một ít, để cho ngươi lĩnh ngộ chân chính giết hại chi đạo. Dứt lời, ông già áo bào đen chỉ điểm một chút ở Diệp Thần trên ấn đường. Sau đó, 5 ngón tay ở hư không một chảo, vậy vực lòng châu liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn đối với Diệp Thần giải thích, này châu phần lớn lực lượng chúng ta đã hấp thu, ngươi bây giờ đem này châu ăn vào, đối với ngươi sao sao và tu vi có cực lớn công hiệu. Tranh thủ đột phá 2 tầng cảnh giới. Còn nữa, giải quyết xong tỉnh An Huy sự việc, lập tức trở về tỉnh Chiết Giang, ta còn dư lại thời gian không nhiều, ngươi phải hoàn toàn bế quan một lần. Tiền bối. Rất nhanh, Diệp Thần trở lại trong hiện thật. Hắn phát hiện Chu Nhã đã tựa vào mép giường ngủ, vì để cho Chu Nhã ngủ ngon giấc, Diệp Thần chỉ điểm một chút ở Chu Nhã một nơi huyệt vị trên. Sau đó đứng lên, đem Chu Nhã ôm ở trên giường. Sau đó đắp kín mền. Mà hắn thì lặng lẽ tới đến đại sảnh, ngồi xếp bằng, cầm trong tay vực lòng châu trực tiếp ăn vào, nháy mắt tức thì, hắn quanh thân phun trào ra một đạo đủ mọi màu sắc ánh sáng.
ánh sáng càng ngày càng thịnh, thân thể của hắn vậy tia máu long hư ảnh tựa như phát hiện cái gì, long khiếu từng cơn, chui ra. Huyết long lại là bàn vòng quanh Diệp Thần cỡ đó, tựa như ở là hắn hộ pháp. Diệp Thần đan điền chân khí không ngừng hội tụ, hào hùng chân khí, giống như giang hà lao nhanh. Lần này, đột phá cực kỳ ung dung. Cơ hồ chớp mắt bây giờ, hắn liền chọc thủng thân thể vậy đạo những ràng buộc, bước vào khí động cảnh tầng thứ tư. Đột phá ý còn không có dừng lại. Diệp Thần uống vực lòng châu, chợt hạt châu tựa như ở trong người trực tiếp nổ bể ra, một cổ cực mạnh linh khí tràn ngập toàn thân. Hắn thậm chí cảm thấy có một đạo dòng nước ấm ở toàn thân gân mạch và trong máu nhốn nháo. Hắn thân thể truyền tới đùng đùng thanh âm, thân thể tựa như cường hãn hơn, gân mạch mạnh mẽ. Chính là bây giờ, tranh thủ phá vỡ tầng thứ 5. Phá cho ta. Một tiếng gầm lên, Diệp Thần chân khí trong cơ thể tựa như hóa là muôn vàn cự thú, gầm thét không ngừng. Ung ung. Khoảnh khắc bây giờ, Diệp Thần trong cơ thể, giống như vũ trụ nổ tung, mơ hồ từng trận tiếng nổ truyền tới. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu đông gió, hôm nay cái này một cổ đông gió tung lên, ai có thể ngăn cản. Thế như trẻ tre, ở bá đạo dị thường vực lòng châu lực lượng hạ, từng cái trở ngại ngay tức thì phá vỡ. Toàn bộ gian phòng linh khí phun trào, ánh sáng từng cơn. Diệp Thần khí thế không ngừng leo lên, lại là như lũ lụt vậy hướng khí động cảnh tầng thứ 5 đi. Oanh! Đá màu đen từ Diệp Thần trong túi bay ra. Trực tiếp trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Sau đó, một đạo cột sáng phóng lên cao. Phá! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, những ràng buộc đánh vỡ. Đan điền vỡ vụn, rồi sau đó lại lần nữa ngưng tụ, vô số linh khí tràn ngập toàn thân. Một cái rộng lớn hơn đan điền dược nhiên mà sống. Nếu như trước đó đan điền là một cái ao mà nói, giờ phút này chính là một tòa hồ. Giờ khắc này, hắn phát hiện thương thế trên người đều biến mất. Loại cảm giác này giống như thu được tân sinh vậy. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện mình tu vi đột phá, vậy cái huyết long hư ảnh vậy lớn lên mấy phần. Giết hại khí càng ngày càng thịnh, huyết long tựa như một hớp có thể nuốt trọn hết thảy. Lại là vượt qua hai đứa nhỏ cảnh giới, theo cái tốc độ này đi xuống, rất nhanh là có thể đến ly hợp cảnh, đến lúc đó nếu như đi u hồn giam ngục, cũng phải có tư cách đem phụ mẫu cứu ra. Diệp Thần quả đấm cầm chặt, đứng lên. Hoặc giả là cảm nhận được cái gì, ngủ say Chu Nhã mở mắt ra, khi phát hiện mình nằm ở trên giường, sắc mặt đại biến. Nàng chợt ngồi dậy, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Ta cũng không biết tại sao liền ngủ, giường cho ngươi. Nàng vừa nhớ tới thân, lại bị Diệp Thần đè xuống, giường cho ngươi đi, người tu luyện, thiên địa là giường, ta thật không cần. Nhưng là Diệp tiên sinh, Chu Nhã mới vừa muốn nói chuyện, kinh ngạc phát hiện Diệp Thần vết thương trên người lại có thể toàn không có, không chỉ như vậy, khí thế vậy cường đại mấy phần, cả người lộ ra một cổ cường giả tán loạn thiên hạ cảm giác. Diệp tiên sinh, ngài lại đột phá. Diệp Thần gật đầu một cái, càng là để phân phó nói, bây giờ rạng sáng 4 giờ, ngươi ngủ một hồi nữa, sáng mai chúng ta liền rời đi núi Thiên Giác, An Tố Sơn một cái tát kia cũng nên để cho hắn trả lại. Buổi sáng 7 giờ, cửa phòng liền bị gõ vang. Không cần đoán, Diệp Thần cũng biết là Tịnh Đạo Đại Sư. Diệp Thần mở cửa phòng, cửa Tịnh Đạo Đại Sư cầm trong tay một cái bình ngọc, hắn nhìn một cái Diệp Thần, nhẹ nhàng lắc lư mấy phần, đây là ta ngày hôm qua là ngươi điều chế nước thuốc, cũng có thể khôi phục nhanh hơn ngươi thân thể, hơn nữa. Lời còn chưa nói hết, hắn thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Diễn cảm đổi được cực kỳ quỷ dị và hoảng sợ. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện Diệp Thần thương thế trên người hoàn toàn biến mất. Tịnh Đạo Đại Sư con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn so người bất kỳ đều biết, cái loại đó thương thế không có một cái tuần lễ, căn bản tu bổ không được. Nhưng là trước mắt vậy là cái gì quỷ? Hắn thành tựu cao thủ một đời, rất nhanh liền đem khiếp sợ trong lòng dưới áp chế tới, cười cười nói, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, có thể ở ngắn như vậy thời gian khôi phục như cũ. Trên mình ngươi cũng có không thiếu bí mật. Diệp Thần chắp tay một cái, lần nữa nói cảm tạ, đa tạ Tịnh Đạo Đại Sư xuất thủ cứu giúp, nếu như ngày hôm qua không có tiền bối, có lẽ ta đã sớm chết nơi này. Tịnh Đạo Đại Sư đem ngọc trong tay bình thu vào, cười nói, lời ấy sai rồi,
mặc dù trước đây ta một mực ở bên trong, nhưng là bên ngoài phát sinh cái gì ta rõ ràng, ngươi lực một người trấn áp nhiều như vậy Tỉnh An Huy cường giả, tuyệt không bình thường, còn như cái đó muốn người giết ngươi, hẳn không như vậy dễ dàng. Coi như ta không ra tay, ta tin tưởng ngươi cũng có thể tránh được một kiếp. Đúng rồi, ta sáng sớm hôm nay đã sai người đem một nơi tin tức phát ra Tỉnh An Huy võ đạo giới, ngươi đã qua đêm lấy được vậy vực ngoại vật, bị ta tước đoạt, như vậy ngươi sau này đối mặt vấn đề sẽ ít một chút. Những cái kia hạng người xấu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đối mặt ta, bọn họ liền quyền nói chuyện cũng không có. Đây cũng là ta bây giờ có thể duy nhất là ngươi làm chuyện. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút bối rối. Hai người không quen không biết, cái này Tịnh Đạo Đại Sư tại sao phải giúp mình. Mấu chốt từ Tỉnh An Huy những cường giả kia trong miệng biết được, cái này Tịnh Đạo Đại Sư bây giờ thực lực vô cùng có thể bước vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước năm. Loại này truyền thuyết vậy nhân vật làm sao biết lý một cái vãn bối. Hết thảy các thứ này cũng quá quỷ dị, thậm chí để cho Diệp Thần không thể không hoài nghi đối phương động cơ. Tựa hồ phát giác Diệp Thần nghi ngờ, Tịnh Đạo Đại Sư móc túi ra liền một khối ngọc bội. Ta biết ngươi sẽ hoài nghi, vậy ta cũng không cất, Diệp Thần, này ngọc ngươi có thể biết. Diệp Thần ánh mắt rơi vào ngọc bội trên, thần sắc biến đổi. Bởi vì ngọc bội này là hắn mẫu thân. Này ngọc tại sao sẽ ở trên mình ngươi? Hắn giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc. Tịnh Đạo Đại Sư hướng một nơi đi về phía, ngươi theo ta tới. Hai người đi tới chùa miếu một nơi trong phòng lớn, chính giữa có một cái đình, đình hai bên viết một bức đôi liễn. Có lẽ đi qua năm tháng dấu vết, đôi liễn như cũ đổ nát không chịu nổi, nhưng là loáng thoáng có thể nhìn ra chữ viết. Diệp Thần diễn cảm càng phát ra cổ quái, chữ này cũng là mẫu thân. Diệp Thần, ta biết mẫu thân ngươi ước chừng hơn 30 năm, thời điểm đó ta không có bước vào Hoa Hạ Tông Sư bảng, thời điểm đó ta chẳng qua là một cái tầm thường võ giả. Năm đó ta ở kinh thành đắc tội một người vô cùng mạnh thế lực, tình huống so ngươi ngày hôm qua còn thảm, ngay tại ta sắp gặp tử vong đang lúc, là mẫu thân ngươi đem ta cứu. Không chỉ như vậy, nàng không thích tu luyện, nhưng chiếm cứ giang gia lớn nhất tài nguyên tu luyện. Nàng len lén đem một ít tài nguyên tu luyện cho ta, cái này cũng thành tựu ta ngày hôm nay. Ta bây giờ giúp ngươi, chẳng qua là vì trả năm đó tình mà thôi, mẫu thân ngươi thật sự là một cái rất người hiền lành. 7 năm trước, người phụ mẫu từng tới đây xem qua ta, lúc đó ta đã ở Hoa Hạ xông ra một ít danh tiếng, bọn họ đem khối này linh ngọc cho ta, có thể cân nhắc đến sau này Diệp gia sẽ xảy ra chuyện, bọn họ hy vọng, nếu như một ngày kia Diệp gia xảy ra chuyện, ngươi có thể sống sót. Hơn nữa muốn ta ra tay giúp ngươi, không cầu bước lên võ đạo một đường, chỉ ít để cho ngươi có năng lực tự vệ. Vân Hồ Sơn Trang xảy ra chuyện sau đó, ta đi Hồ Đông Tiền đi tìm ngươi. Nhưng là không có phát hiện, sau đó ta vốn định là Diệp gia trả thù, nhưng là làm chạm được Vân Hồ Sơn Trang bên trong sự việc, ta liền buông tha, chỉ có thể yên lặng bế quan, để cho mình trở nên mạnh mẽ, đó là cái này 10 năm qua, ta lần đầu tiên cảm giác được nhỏ bé. Bây giờ, ta thực lực đủ thành là ngươi sư phụ, hơn nữa ta chắc chắn, Hoa Hạ không có ai so ta thích hợp hơn làm ngươi sư phụ. Ta sẽ đem ta chọn đời sở học tất cả đều cho ngươi. Ngươi thật lòng nguyện ý làm ta sạch sẽ đạo đệ tử quan môn. Hết thảy rõ ràng, Diệp Thần vậy rốt cuộc rõ ràng đối phương tại sao phải ra tay. Nguyên lai phụ mẫu đã sớm là mình chuẩn bị xong hết thảy. Ngay tại Tịnh Đạo Đại Sư lấy là Diệp Thần sẽ chắc chắn đáp ứng thời điểm, Diệp Thần lên tiếng, tiền bối, người ý tốt ta tâm lĩnh, ta đã có sư môn. Hắn không chút do dự cự tuyệt. Tịnh Đạo Đại Sư ngẩn ra, sắc mặt kinh hoàng thêm kinh ngạc. Mấy giây sau đó, mới tỉnh hồn lại, gật đầu một cái, đã như vậy ta cũng không cưỡng cầu, sau này bất kể phát sinh cái gì, ta đều nguyện ý là ngươi sẽ ra tay một lần. Tiền bối, ta bây giờ chỉ có một cái vấn đề, ngươi có biết Lâm Tuyệt Long tung tích? Diệp Thần cực kỳ nghiêm túc nói. Nghe được cái này ba chữ, Tịnh Đạo Đại Sư diễn cảm quỷ dị đến trình độ cao nhất, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại đã chạm tới người kia thân phận chân thật. Hắn biết Diệp Thần muốn báo thù, nhưng là bây giờ lấy hắn thực lực, làm sao báo? Coi như hắn biết, nói ra cũng là tương đương với hại Diệp Thần. Hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, ta chỉ biết là Lâm gia ở kinh thành nắm trong tay nửa người võ đạo giới,
thậm chí Hoa Hạ chỗ tối một người vô cùng cường thế lực cũng bị Lâm gia phía sau màn điều khiển. Diệp thần, ta biết ngươi nóng lòng báo thù, nhưng là ở ngươi không có bước vào Hoa Hạ tông sư bảng trước 10, dù sao cũng không nên đi kinh thành, đây không phải là cảnh cáo, ngươi có thể hiểu làm uy hiếp. Diệp thần biết từ Tịnh Đạo đại sư trong miệng không thể nào hỏi lại xảy ra cái gì, liền chắp tay một cái, chuẩn bị nói cáo từ tiền bối, ta còn có việc, cũng không qua quấy rầy nhiều, ngày khác ta sẽ đến cửa cảm ơn. Nói xong, liền gọi điện thoại cho trong phòng Chu Nhã, để cho nàng mang thứ tốt đi ra. Ở trước khi đi, Diệp thần nghĩ tới điều gì, từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa cho Tịnh Đạo đại sư. Cũng nói, lễ vật này liền làm cảm ơn Tịnh Đạo đại sư hôm qua xuất thủ cứu giúp. Tịnh Đạo đại sư không có suy nghĩ nhiều, phức tạp nhìn một cái Diệp thần, trực tiếp đem đồ vật nhận lấy. Diệp thần, đồ ta tiếp nhận, nhưng là hy vọng ngươi nghe ta khuyên một câu, thật đừng đi kinh thành, nơi đó tốt xấu lẫn lộn, thế lực lần lượt thay nhau, rất nhiều cường giả bước vào trong đó, đều không có thể còn sống đi ra. Diệp thần khoát khoát tay, trực tiếp hướng dưới núi đi. Luân hồi mộ địa vị kia ông già áo bào đen còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, giải quyết xong Tỉnh An Huy sự việc, hắn phải hồi tỉnh Chiết Giang. Sau đó, bế quan 10 ngày, hoàn toàn thừa kế ông già áo bào đen giết hại chi đạo. 10 ngày sau, giết hại đại thành, hắn cũng nên chính thức đạp ở kinh thành. Tịnh Đạo đại sư nhìn Diệp thần viễn đi bóng người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cửa lần nữa đóng lại. Lần này không muốn biết Trần Phong bao lâu. Nếu như lại muốn mở ra, hẳn vẫn là vì Diệp thần. Hắn trở lại trong phòng tu luyện, đem Diệp thần cho hắn cái hộp để lên bàn, vốn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, đột nhiên, không biết tại sao, hắn đối với Diệp thần cái hộp kia tới một chút hứng thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người này sẽ không đưa cái gì nhân sâm cho mình đi. Không nghĩ nhiều nữa. Năm ngón tay nắm chặt, cái hộp liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem cái hộp mở ra, ngay tức thì một cổ mùi thuốc nồng nặc tuôn ra ngoài. 6 viên thuốc yên lặng nằm ở bên trong. Mấu chốt thuốc này hơi thở. Quá cường thế à? Giờ khắc này, hắn vậy lòng yên tĩnh không dao động nhưng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Cấp 47 văn đan dược, làm sao có thể? Hắn kinh hô, thanh âm lại là cực kỳ run rẩy. Hoàn toàn thất thố. Hoa Hạ đã rất nhiều năm, không có xuất hiện loại cấp bậc này đan dược. Mấu chốt căn cứ phía trên đường vân tới xem, viên thuốc này luyện chế thời gian ở trong 1 tháng. Cao cấp luyện đan sư vấn thế. Thằng nhóc này rốt cuộc trải qua cái gì? Cùng lúc đó, Tỉnh An Huy An gia. An Tố Sơn có chút đứng ngồi không yên, ròng rã một đêm, cơ hồ không có ngủ. Bởi vì thằng nhóc kia còn chưa có chết. Lấy hắn tính cách, An gia tất nhiên đại nạn à. Hôm đó nhiều cường giả như vậy đều không cách nào tru diệt người này, hắn An gia làm sao có thể ngăn được. Vì vậy, hắn sáng sớm liền thông báo cho mấy vị ban đầu liên hiệp vây quét Diệp thần thế lực, cùng nhau thương nghị quyết sách. Ta cảm thấy dưới mắt lớn nhất vấn đề chính là Tịnh Đạo đại sư, người này muốn đảm bảo thằng nhóc kia, chúng ta căn bản không có biện pháp à. Một vị có chút hói ông già mở miệng nói. An tộc trưởng, thật ra thì vậy không cần phải như thế buồn lo vô cớ, thằng nhóc kia bị tổn thương rất nặng, có thể sống sót hay không cũng không nhất định. Coi như sống sót, phỏng đoán cũng trở thành phế nhân. Tỉnh An Huy Lưu gia gia chủ nói. Ta cảm thấy phương thức tốt nhất, chính là phái cường giả ở dưới chân núi trông nom, người này tóm lại phải xuống núi, đến lúc đó chúng ta bày thiên la địa võng, thằng nhóc kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người này nếu như không giết. Tuyệt đối là một mối họa lớn. Lãnh gia đại biểu cũng là đứng ra nói chuyện nói, hắn thanh âm có chút run rẩy, dẫu sao thằng nhóc kia là huyết trảm chết ở quá kinh người. Ngay tại lúc này, một mực ở bên cạnh không nói gì An Nhược Ảnh lên tiếng, ba, thật ra thì các người chỉ cần hướng Diệp tiên sinh nói xin lỗi, lấy ta và Chu Nhã quan hệ, Diệp tiên sinh hẳn sẽ hạ thủ lưu tình. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại. Boss. An Tố Sơn một trưởng vỗ lên bàn, nổi giận nói, ta chỉ để cho ngươi dự thính, không để cho ngươi nói chuyện. Còn nữa, ngươi muốn chúng ta nói xin lỗi, căn bản không có thể. Hắn con ngươi lóe lên một tia lạnh ý, mở miệng nói, ta giúp đỡ Lãnh tộc trưởng. Người này tuyệt không thể lưu, tiếp theo mấy ngày,
chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là mời chào các loại cường giả. Ta cũng sẽ liên lạc người huyết mai điện ra tay, coi như dùng giá trên trời, cũng không thể để cho vậy Diệp Thần còn sống rời đi núi Thiên Giác. Ngay tại lúc này, lãnh gia tộc dài lại nói, An tộc trưởng, thằng nhóc kia phụ nữ bên người làm thế nào? Nghe được câu này, An Nhược Ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ba, Chu Nhã là bạn tốt của ta, người đây vậy là biết, nàng và Diệp Thần chỉ bất quá mới quen, hoàn toàn không cần thiết đem nàng vậy dính vào à. An Nhược Ảnh lại là một cái tay bắt được An Tố Sơn tay, khẩn cầu. Hừ, thật bất ngờ, An Tố Sơn trực tiếp đem con gái mình hất ra, con người híp lại, lạnh lùng nói, cô gái kia thân phận vậy coi là đặc thù, hắn là tỉnh Chiết Giang người của Chu gia, mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn, nếu như thả nàng hồi tỉnh Chiết Giang, đối với chúng ta mấy người đều không lợi, hơn nữa cô gái này và thằng nhóc kia quan hệ không bình thường, nói không chừng thật làm xảy ra cái gì điên cuồng cử động. Đã như vậy, cùng nhau giết. Sát cơ lạnh như băng lan tràn ở toàn bộ trong phòng họp. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Chỉ gặp phòng họp cửa sắt, trực tiếp bị một đôi quả đấm xuyên thủng. Cường đại kình khí phóng thích mở. Năm ngón tay giương ra. Xé kéo. Một giây kế tiếp, cửa sắt lại trực tiếp bị xé. Một màn này quỷ dị đến trình độ cao nhất. Cái này cửa sắt nhưng mà đặc thù vật liệu chế thành, đặc biệt phòng ngừa cổ võ giả phá vỡ. Nhưng là trước mắt lại bị người như tờ giấy giống vậy xé ra. Bành! Xé hai nửa cửa, kinh khí bùng nổ, mang theo cuồn cuộn khí lưu, hướng bọn họ đập tới. Tốc độ quá nhanh, nhất hai người trước mặt căn bản không tránh thoát. Rào! Một tiếng, hai vị ở tỉnh An Huy có cực mạnh quyền thế người đàn ông trực tiếp hóa là một bãi thịt nát. Huyết dịch văng khắp nơi, sợ hãi đến mức tận cùng. Bụi mù cuồn cuộn lên, một màn này, An Tố Sơn và mấy người còn lại cũng kịp phản ứng, liền vội vàng lấy ra vũ khí, bày trận mà đợi. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm trong bụi mù, mơ hồ bây giờ thấy hai đạo thân ảnh. Người nào, lại dám tới ta An ra tự tìm cái chết? An Tố Sơn mắng. Nhưng là rất nhanh, hắn mặt dữ tợn kia bàng hoàn toàn thay đổi. Đổi được hoảng sợ. Bởi vì bụi mù biến mất, hai đạo thân ảnh kia hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Chính là hôm qua vậy sát thần Diệp Thần cùng với Chu Nhã. Làm sao có thể, chỉ cần một buổi tối, hắn liền khôi phục lại. An Tố Sơn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Một cổ vô hình sợ hãi bao quanh toàn trường. Đến từ Diệp Thần. Phòng họp tất cả mọi người cả người run rẩy, cả người trệ lạnh. Tất cả mọi người, quỳ xuống. Nhận lấy cái chết. Diệp Thần một tiếng gầm lên, như lôi âm cuồn cuộn đánh tan phần lớn người lòng. Thân thể của hắn huyết long lại là trực tiếp xông ra. Bàn lượn quanh ở hắn quanh thân. Dữ tợn giết hại. Có mấy cái thực lực thấp hèn người trực tiếp quỳ xuống, lại là dùng đầu gối đi tới Diệp Thần trước mặt, nịnh nọt nói, Diệp Tông Sư, chuyện ngày đó. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần trong tay ngưng tụ ra mấy đạo đao gió. Máu tươi nhốn nháo, ba cái đầu đồng loạt rơi xuống. Thậm chí có một viên còn lăn đến An Tố Sơn bên chân. An Tố Sơn và lãnh tộc trưởng con người co giúp một cái, biết sự việc đổi được nghiêm trọng, vội vàng hướng bên người mấy người nói, người này nếu đã đến cửa, sự tình kia tất nhiên không cách nào chết yên lành, tất cả mọi người cùng tiến lên, không được nương tay. Hôm nay, không phải người này chết, chính là chúng ta chết. Dứt lời. Bảy tám đạo thân ảnh trực tiếp hướng Diệp Thần đi. Thời khắc này Diệp Thần đâu còn là hôm qua Diệp Thần à. Vượt qua hai cảnh giới, trong cơ thể lại là có vực lòng châu, ai có thể ngăn cản. Hắn thậm chí liền Trảm Long kiếm cũng không có đụng tới, trực tiếp xông vào trong đám người. Nháy mắt tức thì, máu thịt hoành bay, cường đại kình khí trực tiếp xé toàn trường. Điếc tai tiếng vang trong, đầy đất máu tươi. Tất cả mọi người căn bản liền Diệp Thần một kích vậy không ngăn cản được. Giờ khắc này, Diệp Thần chính là sát thần, đến mức, chỉ có máu tươi và không hoàn chỉnh thịt xương. Lãnh gia tộc dài không do dự nữa, ngưng tụ sức toàn thân, trường kiếm trong tay trực tiếp đánh xuống. Vốn cho là có thể trọng thương Diệp Thần, lại không nghĩ rằng kiếm trực tiếp bị Diệp Thần nắm. Cường đại kiếm khí trực tiếp biến mất ở Diệp Thần lòng bàn tay. Rắc rắc, một tiếng. Trường kiếm bị gãy, Diệp Thần nắm vậy nửa đoạn kiếm gãy,
cánh tay chấn động một cái, trực tiếp bắn ra, kiếm gãy trực tiếp đâm thủng lạnh tộc trưởng tim, tại chỗ bỏ mình. Mà toàn trường chỉ còn lại An Tố Sơn một người. Diệp Thần không có ra tay, ngược lại bước chân đạp một cái, lãnh ra tựa như nghênh đón một tràng động đất, mặt đất lấy Diệp Thần chân làm trung tâm, chia năm xẻ bảy. Như mạng nhện vậy lan tràn ra. An Tố Sơn, quỳ xuống cho ta. Diệp Thần trên người vô tận uy áp ầm ầm bùng nổ. Huyết Long trực tiếp hướng An Tố Sơn đi. Rắc rắc. An Tố Sơn đầu gối gãy lìa, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Giờ khắc này, An Tố Sơn diễn cảm vô cùng kinh hoàng. Hắn hai vai tựa như đè một tòa núi to. Mấu chốt trước mặt một cái Huyết Long hư ảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Huyết Long này, hắn giống như đã từng quen biết. Ban đầu ở núi Thiên Giác Đỉnh, hắn còn tưởng rằng là mình hoa mắt, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên không phải. Cái này Diệp Thần thật sự có một cái Huyết Long hư ảnh à. Hắn toàn thân bị một cổ chết ý bọc. Hắn rất rõ ràng, cái này sát thần xông vào An gia, lần này, hắn khó thoát khỏi cái chết. Hắn không có cầu xin tha thứ, không nói câu nào, vậy bất khuất tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Diệp Thần lại đột phá, thực lực và trước ngàn kém vạn đừng. Núi Thiên Giác đánh một trận, lại không để cho hắn bị thương, ngược lại đổi được mạnh hơn. Đây là cái gì yêu nghiệt? Ngươi thiếu bạn ta một cái tát. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, tựa như tử thần tuyên án. Chu Nhã, ngươi động thủ, hắn không dám phản kháng. Chu Nhã nghe được Diệp Thần phân phó, muốn động thủ, nhưng vẫn không thể nào xuống liền tay. An Tố Sơn là An Nhược Ảnh phụ thân, mặc dù thấy số lần tương đối thiếu, nhưng là đối phương giàu gì tiếp đãi qua mình. Trưởng quạc bạn gái thân phụ thân, nàng thật không làm được. An Nhã, mới vừa rồi người này nhưng mà liền ngươi cũng không định bỏ qua cho. Diệp Thần lạnh lùng nói. Nếu như Chu Nhã ngày hôm nay không vung ra một tát này, hắn sẽ rất thất vọng, chí ít, sau này sẽ không cùng Chu Nhã còn nữa quá nhiều đồng thời xuất hiện. Quá mềm lòng người chỉ sẽ cho mình mang đến phiền toái. Chu Nhã dĩ nhiên là cảm thấy Diệp Thần trong giọng nói dùng mình, con người đông lại một cái, không do dự nữa, một cái tát trực tiếp vỗ ra. Bót! Vô cùng thanh thúy! Một đạo đỏ đỏ trường ấn dược nhiên lên. An Tố Sơn con người tràn đầy tia máu, tiếng trầm thấp hét, người cái này gái điếm thúi, lại dám tát ta, nếu như ta không chết, ta nhất định. Lời còn chưa nói hết. Chu Nhã lại một cái tát vỗ ra. Nàng vậy trong trẻo lạnh lùng thanh âm trực tiếp rơi xuống, mới vừa rồi vậy bàn tay là ta, mà một tát này là vì Diệp tiên sinh. Ngươi không nên vì lợi ích của mình đắc tội hắn, thật không nên. CMN, An Tố Sơn tức giận đến mức tận cùng, mặt đầy vẻ giận, muốn động thủ giết Chu Nhã, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Núi Thiên Giác đánh một trận, hắn bị thương còn không có khôi phục. Bây giờ đối mặt thời kỳ tột cùng Diệp Thần, như thế nào ngăn trở? Làm xong hết thảy các thứ này, Chu Nhã trở lại Diệp Thần sau lưng, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, ta tốt lắm, tiếp theo giao cho ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, năm ngón tay nắm chặt, trên đất một thanh trường kiếm trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem trường kiếm đặt ở An Tố Sơn trên cổ, cười lạnh một tiếng, vốn là ta có thể còn biết chiếu cố các người An gia mấy phần. Đáng tiếc người tính toán đánh lầm rồi, chết. Dứt lời, trường kiếm kia trực tiếp phá vỡ An Tố Sơn cổ. Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh nhào tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Thần chân. Chính là An Nhược Ảnh. An Nhược Ảnh cũng không muốn mình phụ thân xảy ra chuyện, nếu không An gia liền hoàn toàn sa sút. Nàng khàn cả giọng, đối với Diệp Thần cầu khẩn, Diệp tiên sinh, van cầu ngươi thả qua ta phụ thân. Coi như xem ở ta và Chu Nhã mặt mũi. Phía sau Chu Nhã mặc dù lộ vẻ xúc động, nhưng một con ngựa thì một con ngựa, nàng gằn từng chữ, Diệp tiên sinh, không cần xem ta mặt mũi, hắn chết không hết tội. Nếu như An Tố Sơn hôm nay không chết, nhất định sẽ lại tìm cơ hội trả thù. Đến lúc đó chỉ sợ còn sẽ liên lụy liền Chu gia. An Nhược Ảnh gặp phương pháp kia không có dùng, lại là cầu xin tha thứ, Diệp tiên sinh. Ta nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ hy vọng ngươi thả qua ta phụ thân. Van cầu ngươi, tha ngươi phụ thân, Diệp Thần mở miệng nói, giọng rất bình tĩnh. Nghe được Diệp Thần có phản ứng, không chỉ An Nhược Ảnh vô cùng kích động,
liền liền An Tố Sơn vậy cảm giác có đường sống. Đúng đúng đúng, An Nhược Ảnh chợt gật đầu. Một giây kế tiếp, Diệp Thần kiếm động, kinh khí bùng nổ, một đạo hàn quang lóe lên. An Tố Sơn đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Một đạo lạnh như băng cực kỳ hàn tiếng nói vang khắp cả nhà, ngươi chẳng qua là một cái hồng phấn khô lâu mà thôi, ta tại sao phải nghe ngươi ý kiến? Ta hôm nay thả qua An Tố Sơn, ngày khác ai thả qua ta Diệp Thần? Không giết ngươi, đã là ta lớn nhất nhân từ. Chu Nhã, chúng ta đi. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần hướng bên ngoài đi. Hắn đối với An Nhược Ảnh không có quá nhiều ghét, nhưng là võ đạo một đường chính là như thế tàn khốc. Đối với địch nhân nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn. Chu Nhã nhìn một cái An Nhược Ảnh, mở miệng nói, Nhược Ảnh, người ta vẫn là tỉ muội, nếu như ngươi ở tỉnh An Huy qua không đi xuống, tới tỉnh Chiết Giang, ta sẽ bảo vệ ngươi một đời bình an, đây là ta duy nhất có thể là ngươi làm. Bỏ lại những lời này, nàng liền đi theo lên. Đến bên ngoài, Chu Nhã hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Diệp Thần ánh mắt đưa mắt nhìn phương xa, lạnh lùng nói, ngày hôm qua vây quét ta những thế lực kia, từng cái tìm tới cửa. Ròng rã cho tới trưa, tỉnh An Huy tựa như bao phủ ở một đạo dưới bóng mờ. Tử thần liêm đao đã chạm được vô số cường giả cổ. Tỉnh An Huy mấy đại gia tộc tộc trưởng, toàn bộ bị người chặt đứt đầu lâu. Ngắn ngủi 4 tiếng, tỉnh An Huy thế lực lớn nhỏ, toàn bộ bị một cái thần bí nam tử phá hủy. Không có ai biết cái này thần bí nam tử tới từ nơi nào. Chỉ biết là, kiếm hắn quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Sau ngày hôm nay, tỉnh An Huy võ đạo giới tất nhiên nghênh đón một tràng động đất. Ổn định nhiều năm thế cục, hoàn toàn bị cái đó thần bí nam tử đánh loạn. Đồng thời, tỉnh An Huy còn có ngoài ra một đại sự, có tin tức chảy ra, đã qua đêm núi thiên giác dị tượng, xuất hiện vực ngoại bảo bối, vô số cường giả tranh đoạt, cuối cùng cái này vực ngoại dị bảo rơi vào tỉnh đạo đại sư trong tay. Tạm thời bây giờ, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới tung lên một hồi gợn sóng. Vị kia hoa hạ võ đạo giới từng quát nhất thời cường giả vấn thế. Buổi chiều 2 giờ, tỉnh Chiết Giang sân bay quốc tế Bạch Vân. Diệp Thần xuống máy bay, chạy thẳng tới biệt thự Minh Thúy. Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết đã đánh tới hết mấy điện thoại, dẫu sao tỉnh An Huy sự việc cũng có tin tức ở đưa tin. Nói là cái gì liên hoàn sát thủ gây án, cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù và chân tướng đi ngược, nhưng vậy lòng người bàng hoàng. Hai nữ có chút bận tâm Diệp Thần an nguy, để cho hắn nhanh lên một chút trở về. Thời gian, Lôi Thụ Vĩ điện thoại vậy gọi lại, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn biết Diệp Thần và chuyện này có không có quan hệ. Nghe tới Diệp Thần trả lời, Lôi Thụ Vĩ thở dài một hơi. Là Diệp Thần vậy đúng rồi, nếu như tỉnh An Huy bên kia lại ngang trời xuất thế một cái yêu nghiệt, long hồn thì có phiền toái phải xử lý. Bởi vì loại người này cực đoan nguy hiểm. Lôi Thụ Vĩ biết rõ Diệp Thần, hắn mặc dù rất nguy hiểm, cũng không phải cái loại đó thập ác không tha người, ngược lại, dõi mắt toàn bộ võ đạo giới, Diệp Thần cũng gọi là có tình có nghĩa. Lôi Thụ Vĩ nói cho Diệp Thần, chuyện này, long hồn sẽ đem nó đè xuống, hơn nữa còn nói cho Diệp Thần một cái tin tốt, cục võ đạo Hoa Hạ nội bộ có người trộm đi trọng yếu tư liệu, bây giờ toàn bộ cục võ đạo Hoa Hạ đem hết thảy trọng tâm toàn bộ chuyển tới tìm về tư liệu trên, căn bản không có thời gian lại đi đối phó Diệp Thần. Như vậy cũng đang và hắn tâm ý. Hắn cần không bị quấy rầy 10 ngày. Diệp Thần trở lại biệt thự Minh Thúy, kinh ngạc phát hiện hai nữ lại có thể đang tu luyện. Mấu chốt ngắn ngủi một ngày nhiều thời gian, các nàng rốt cuộc lại đột phá. Hạ Nhược Tuyết mở mắt ra, nhìn một cái Diệp Thần, thở ra một ngụm chọc khí, nghiêm túc nói, ngươi nếu như không trở lại nữa, chúng ta có thể thật muốn đi tỉnh An Huy tìm ngươi. Đúng rồi, ta bây giờ phát hiện ta thân thể rất mềm mại, mới vừa rồi ta thử giật mình, lại ước chừng 2 mét, cái này cũng quá dọa người đi. Ngươi cho chúng ta công pháp, tu luyện tới cuối cùng, có thể hay không bay? Tại sao ta cảm giác và võ đạo giới những cái kia công pháp hoàn toàn khác nhau? Diệp Thần cười một tiếng, đem người tu luyện và cổ võ giả khái niệm nói một lần, Hạ Nhược Tuyết cái hiểu cái không gật đầu một cái. Mặc dù không hiểu, nhưng là đối với nàng mà nói, căn bản không trọng yếu, chỉ cần đủ tự vệ là được rồi. Nàng gần đây liều mạng tu luyện,
chỉ là không muốn ở thời khắc mấu chốt cho Diệp Thần kéo chân sau mà thôi. Không lâu lắm, Tôn Di vậy từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng trực tiếp hỏi dậy Diệp Thần tỉnh An Huy sự việc. Diệp Thần vì không để cho hai nữ lo lắng, liền biên một cái cớ, hai nữ trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng là cũng không có phơi bày. Các nàng đều là đàn bà thông minh, thật ra thì rất nhiều chuyện trong lòng đều là biết, ẩn giấu ở trong lòng là được. Diệp Thần uống một ly nước, nghĩ tới điều gì, nghiêm túc nói, đúng rồi, ta có thể phải bế quan 10 ngày, cái này 10 ngày, ta liền ở lầu 3 gian phòng, ta sẽ để cho La Sát và Ám Điện người ở giữ cửa, người hai người chúng ta nếu như đi ra ngoài, phải có cao thủ đi cùng. Lần này bế quan đối với ta lại nói rất trọng yếu, cũng là ta duy nhất cơ hội. Dĩ nhiên, nếu như các người có cái gì chuyện trọng yếu, cũng có thể đến tìm ta, ta sẽ cưỡng ép xuất quan. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di gật đầu một cái, hai miệng đồng thanh nói, người yên tâm, cái này 10 ngày, chúng ta tận lực làm xong chuyện của mình, sẽ không tới quấy rầy ngươi. Sau đó, Tôn Di lại nói, trải qua lần trước sóng gió, tập đoàn Thiên Chính ngược lại là nhân họa đắc phúc, hoàn toàn mở ra thị trường, mức buôn bán cơ hồ mỗi lần đều là phá kỷ lục. Ngày hôm qua Thẩm Hải Hoa gọi điện thoại cho ta, hỏi thị trường phát triển sự việc, hắn còn để cho ta hỏi ngươi, Đông Nam thị trường chúng ta cơ hồ lũng đoạn, có phải hay không nên dần dần trải cả nước cùng với thị trường quốc tế? Diệp Thần trầm tư mấy giây, nhìn về phía Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết, chuyện này liền giao cho ngươi hai người chúng ta, các người quyết định là được. Hạ Nhược Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, ngươi liền không muốn biết mình giá trị con người như thế nào. Nói ra, thật vẫn dọa người. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta bây giờ cơ hồ chưa dùng tới quá nhiều tiền, đủ dùng là được. Nói xong, Diệp Thần liền chuẩn bị lên lầu. Ngay tại lúc này, biệt thự chuông cửa bị người giữ vang. Hạ Nhược Tuyết đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa chính là hồi lâu không thấy Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên. Điện chủ. Diệp Thần nhíu mày một cái, kinh ngạc nói, ngươi làm sao tới? Khải bẩm điện chủ. Người để cho ta một mực lưu ý kinh thành Long gia, cũng chính là Lâm Tuyệt Long, mới vừa có tin tức. Diệp Thần con ngươi co rúm một cái, một bước bước ra, đi thẳng tới Diệp Lăng Thiên trước mặt, lạnh lùng nói, hắn ở đâu? Điện chủ, nửa giờ trước, kinh thành phi trường quốc tế, Lâm Tuyệt Long xuất hiện. Nói xong, Diệp Lăng Thiên lại là đưa ra một bản tấm ảnh. Trong hình là một cái to lớn trung niên nam tử. Cả người áo che gió màu đen. Con người lạnh như băng, một cổ cực mạnh hơi thở phảng phất từ tấm ảnh trong tràn ra. Ngực hoành hào phóng, có vạn phu khó địch oai gió. Chỉ một bản tấm ảnh, lại sẽ để cho người sinh ra một tia sợ hãi. Có thể gặp Lâm Tuyệt Long thực lực chân chính có kinh khủng dường nào. Nhìn trong hình người, Diệp Thần quanh thân cuốn lên từng cơn sát khí, một cái huyết long không ngừng ở nó trong lòng gầm thét. Mặc dù phụ mẫu còn sống. Nhưng là hôm đó diệt tộc đau, khắc cốt minh tâm. Càng là trở thành hắn ở Côn Lôn Hư 5 năm duy nhất sống tiếp động lực. Báo thù. Từ Côn Lôn Hư sau khi đi ra, hắn sở dĩ không có thời gian đầu tiên đi báo thù, hoàn toàn là bởi vì không có Lâm Tuyệt Long tin tức. Mà bây giờ, Lâm Tuyệt Long xuất hiện. Tựa như ở biểu thị muốn hắn đạp ở kinh thành, chém cắt hết thảy. Trận chiến này ai cũng không tránh khỏi. Người còn nhìn chằm chằm Lâm Tuyệt Long, Diệp Thần nói. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, người ta không dám tới gần quá, cơ hồ đều ở mấy trăm mét ra ngoài chú ý, phỏng đoán lập tức có tin tức mới truyền đến. Lời nói vừa dứt hạ, điện thoại di động hắn vang lên. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái điện tới biểu hiện, đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thần, điện chủ, chính là hắn. Diệp Thần trong lòng sóng lớn từng cơn. Hắn đưa điện thoại di động buông xuống nút trả lời, vốn muốn nói, một đạo trầm thấp thêm từ tính thanh âm dẫn đầu vang lên. Ta ghét bị con kiến hôi đi theo, ta bỏ mặc ngươi là ai, nếu như muốn tự tìm cái chết, tùy thời hoan nghênh. Điện thoại cúp, Lâm Tuyệt Long thanh âm. Diệp Thần rất rõ ràng, mấy vị kia ám điện cường giả tất nhiên tất cả đều xảy ra chuyện. Hắn nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, phân phó nói, bắt đầu từ hôm nay. Không cần dám thị Lâm Tuyệt Long. Điện chủ, tại sao? Diệp Thần con ngươi lóe ra một đạo hàn quang, bởi vì 10 ngày sau đó, ta sẽ đi kinh thành tìm hắn. Hắn và Diệp Lăng Thiên dặn dò một ít 10 ngày an bài, sau đó, trực tiếp lên lầu,
đóng cửa phòng, lấy ra đá màu đen. Linh khí tràn ra, đi thẳng tới luân hồi mộ địa. Ông già áo bào đen đã đang đợi hắn. Thằng nhóc, tiếp theo 10 ngày, ngươi chỉ cần làm một chuyện, giết ta. Ông già áo bào đen thanh âm già nua vang lên. Nếu như ngươi không giết chết ta, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là địa ngục. Dứt lời, ông già áo bào đen quanh thân dâng lên cực mạnh giết hại khí, thân thể lại là xông ra ngoài, sát ý ngút trời. Cùng lúc đó, kinh thành, một nơi khí thế khoáng đạt mà vừa thần bí đền. Một cái trung niên nam tử ngồi ở phía trên nhất, đang thận trọng lau chùi một thanh trường kiếm. Kiếm này toàn thân đỏ lên, linh khí tràn ra, hiển nhiên là một chuôi tuyệt thế kiếm. Thậm chí và Diệp Thần Trảm Long kiếm không phân cao thấp. Người đàn ông trung niên diễn cảm cực kỳ lạnh lùng, cho dù không có phóng thích hơi thở, nhưng là lại để cho người cảm giác được vẻ nguy hiểm ý. Hắn chính là Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long chỉ điểm một chút ở trên trường kiếm, thanh thúy kiếm minh chi tiếng vang lên. Trong không khí xuất hiện một đạo đợt khí. Phía dưới quỳ một cái tóc hoa râm ông già trong mắt đều là sợ hãi. Lâm tiên sinh, ngài để cho ta chuyện điều tra tình có kết quả, hôm nay theo dõi mấy người kia đến từ tỉnh Chiết Giang, còn như lai lịch cụ thể, còn không biết, đám người này bối cảnh cơ hồ trống không. Lâm Tuyệt Long ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám theo dõi ta Lâm Tuyệt Long, tỉnh Chiết Giang những phế vật kia là không muốn sống sao. Cho ta tiếp tục tra, một khi phát hiện là ai, nơi có dính dấp người và thế lực toàn bộ xóa đi, không chừa một mống, bao gồm đứa trẻ và cụ già. Ông già gật đầu một cái, đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, Lâm tiên sinh, ngài lần này vì sao đột nhiên trở về kinh thành. Lâm Tuyệt Long đem kiếm trong tay thả đứng lên, năm ngón tay nắm chặt, tay của lão giả cánh tay trực tiếp xé một cái. Sau đó, Lâm Tuyệt Long thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi lắm mồm, nếu như không phải là xem ở ngươi dốc sức cho ta nhiều năm phân thượng, ngươi đã là một cổ thi thể. Ông già sắc mặt tái nhợt đến mức tận cùng, gật đầu liên tục. Toàn thân đã ướt đẫm. Sau đó, Lâm Tuyệt Long đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn chung quanh phong cảnh, bên tai vang lên sư phó hắn một câu nói. Tuyệt Long, vi sư giúp ngươi tính một quẻ, ngươi số mệnh sẽ đoạn ở kinh thành. Nếu như không nói trước chặt đứt vậy đạo uy hiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tuyệt Long đã nhiều năm không có trở về kinh thành. Nếu như không phải là bởi vì sư phụ cái này một quẻ, hắn căn bản không có thể trở về. Mấu chốt sư phó quái tượng vô cùng chính xác. Từ hắn biết sư phụ một ngày kia trở đi, liền không có sai qua. Túc mệnh đoạn ở kinh thành. Cái này vô cùng buồn cười sự việc cứ như vậy xảy ra. Dõi mắt toàn bộ hoa hạ, có ai tư cách dung chuyển địa vị hắn? Hắn Lâm Tuyệt Long, cũng hoặc là Lâm gia cơ hồ đã đứng ở hoa hạ võ đạo giới đỉnh cấp đất. Nhìn xuống chúng sinh và muôn vàn con kiến hôi. Hắn chân thực không nghĩ tới có thế lực gì sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Mấu chốt vậy uy hiếp ở nơi nào, là một người vẫn là thế lực, sư phụ cũng khám xét không được, thậm chí bởi vì cưỡng ép phá vỡ số mạng, ngược lại khạc ra máu tươi, bị trọng thương. Hắn bây giờ phải làm, chính là ở kinh thành tìm được vậy uy hiếp, sau đó đem bóp chết trong trứng nước. Đột nhiên, hắn xoay người, nhìn về phía cái đó ông già tóc trắng, phân phó nói, người gần đây giúp ta lưu ý một chút kinh thành ra vào cường giả, còn có những đại thế lực kia chiều hướng, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức và ta nói. Còn nữa, người phái người đi tỉnh Chiết Giang tra một chút mấy người kia thân phận, coi như bọn họ lại trống không, vẫn sẽ có thất lạc tin tức. Mấy tên kia mặc dù thực lực không đủ, nhưng là người sau lưng nếu dám thì ta, nhất định là có mục đích nào đó. Cái này mấy chuyện nếu như ngươi làm xong, ta sẽ gặp sai người chữa khỏi ngươi tay cụt, hiểu chưa? Thuộc hạ rõ ràng. Cút, Lâm Tuyệt Long nhàn nhạt nói. Rất nhanh, ông già liền lui xuống, toàn bộ đại điện chỉ để lại Lâm Tuyệt Long một người. Hắn không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Trong thân thể lại lao ra một đạo mãnh hổ hư ảnh. Mãnh hổ răng nanh dữ tợn, làm cho lòng người sợ hãi. Năm ngày trôi qua, luân hồi mộ địa, Diệp Thần trên mình vết thương chồng chất, cái này năm ngày, hắn cơ hồ vận dụng mình sẽ hết thảy sát chiêu, nhưng là cơ hồ mỗi lần kết quả đều giống nhau,
thậm chí suýt nữa bị ông già áo bào đen chém chết. Hắn vốn cho là ông già áo bào đen sẽ nương tay, nhưng là đối phương căn bản không có cái này dự định. Mỗi một lần đều tựa như ở sống chết bây giờ. Hắn toàn thân ướt đẫm, ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Tiền bối, ngươi là thượng cổ đại năng, ta bước vào tu luyện một đường chỉ bất quá 5 năm nhiều mà thôi, thực lực sai biệt quá khác xa, cái này căn bản không công bằng. Diệp Thần nói, ông già áo bào đen hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp bắn đi ra ngoài. Diệp Thần cả kinh, chợt nghiêng người sang, trường kiếm vạch qua mặt hắn gò má, xuất hiện một dấu máu. Ta đã áp chế thực lực, đại khái giữ ở chân nguyên cảnh. Ông già áo bào đen lạnh lùng nói. Diệp Thần thiếu chút nữa khạc ra một búng máu. Trước mắt hắn tiếp xúc được tu luyện cảnh bất quá là 6. Ngâm thân thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, này 6 cảnh giới mỗi một cảnh giới tổng cộng chia là tầng 9. Hắn bây giờ nhà cảnh giới ở khí động cảnh tầng thứ 5, kết quả ông già áo bào đen lại dùng chân nguyên cảnh đi đối phó hắn. Cái này mẹ hắn nhưng mà bước ngang qua dòng dã 3 cảnh giới à. Đánh như thế nào? Tựa hồ nhận ra được Diệp Thần nổi giận, ông già áo bào đen trong tay bắn ra một đạo kiếm ảnh, trực thủ Diệp Thần thủ cấp. Thấy một màn này, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, vội vàng chân khí ngưng tụ, phần thiên trưởng đánh ra. Bành! Hắn thân thể trực tiếp bị tung bay, bụi đất tung bay, chật vật đến mức tận cùng. Ông già áo bào đen xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, trầm giọng nói, ngươi biết ta tại sao phải dùng nghiền ép cảnh giới của ngươi đối phó ngươi. Giết hại chi đạo rời rạc ở bên bờ sinh tử, giết hại chi đạo lại là có thể vượt cấp chém chết. Ngươi nếu như có thể ở ta trên tay kiên trì, ngày khác ngươi đối mặt so ngươi mạnh người, ngươi sẽ gặp cảm giác được yếu. Bởi vì ngươi cảm thụ qua mạnh hơn tồn tại. Tâm như không sợ, mới dám chém chết người khác, mới có thể ngang dọc giết hại. Còn nữa, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, võ đạo một đường, bản thân chính là tàn khốc, không có ai sẽ cùng ngươi cùng cấp chiến đấu. Ngươi tùy thời có thể đối mặt so ngươi mạnh 10 lần, 100 lần kẻ địch. Lúc này, chỉ có giết hại mới có thể kích thích bên trong cơ thể ngươi tiềm năng. Ngươi ngưng tụ huyết long hư ảnh, nếu như thật tốt lợi dụng, định có thể đánh bại bây giờ ta. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn một cái đỉnh đầu huyết long hư ảnh. Hắn kinh hãi phát hiện, mấy ngày nay mặc dù lần lượt thất bại, nhưng là máu kia long rốt cuộc lại trưởng thành mấy phần. Hắn con ngươi dần dần bao trùm tia máu. Một tiếng giống giận, tay cầm trảm long kiếm, một kiếm xé linh khí chung quanh, trực thủ ông già áo bào đen chỗ hiểm. Không tệ. Ông già áo bào đen gật đầu một cái, né người sang một bên, một chưởng vỗ ra, ngay tại muốn vỗ vào Diệp Thần trên người thời điểm, Diệp Thần bước chân một chuyển, thân thể bay lên không, thân thể là lột, trảm long kiếm thay đổi phương hướng, vạch ra một đạo quỷ dị độ cong, ý định giết người phóng thích. Đồng thời, huyết long dữ tợn. Từng cơn long khiếu vang lên, Diệp Thần một kiếm bổ ra. Kiếm ý và huyết long đồng thời xông ra ngoài. Bành! Hai cổ năng lượng bỗng nhiên va chạm, Diệp Thần thân thể bị đánh bay, khạc ra một ngụm máu tươi. Mà ông già áo bào đen cũng là lui về phía sau 2 bước. Rất tốt, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Giết hại chi đạo châm ngôn đưa cho ngươi, hắc đêm bệnh đồi, ban ngày nhuộm thương, tội ác nảy mầm, máu tanh tưới. Giết hại uy nhuy, chết thư dài, cuối cùng thành rơi hoa, thảm kịch chứa đựng. Diệp Thần chợt bò dậy, lần nữa phóng tới. Như vậy lặp đi lặp lại, lại đi qua 5 ngày, ngày hôm nay cũng là Diệp Thần bế quan ngày cuối cùng. Dòng dã 10 ngày, Diệp Thần tựa như trải qua địa ngục vậy huấn luyện. Không chỉ võ, vẫn là sức phản ứng, thậm chí còn lực lượng cũng bùng nổ kiểu tăng trưởng. Đỉnh đầu hắn vậy cái huyết long lại là mở rộng không chỉ gấp 3 lần. Mơ hồ đã có chút tán loạn thiên hạ uy thế. Một tiếng long ngâm, lại là 4 phương chấn động, có thể gặp hắn uy. Diệp Thần trạng thái càng ngày càng mạnh, nhưng là ông già áo bào đen hư ảnh nhưng yếu đến trình độ cao nhất. Thậm chí có chút trong suốt. Giờ khắc này, Diệp Thần không nói gì, hắn mặc dù giết người vô số, nhưng là hắn xác xác thật thật có cảm tình. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút thất lạc và cảm thụ. La Vân Thiên, Trần Kình Thương, hơn nữa trước mặt ông già áo bào đen, đều phải từng cái rời đi. Hắn không thích loại cảm giác này.
Ông già áo bào đen cười một tiếng, lần này, hắn tháo xuống hắc bào, lộ ra một đầu mái tóc dài màu trắng, tựa như tiên tôn. Diệp thần, ta một mực không để cho ngươi kêu ta sư phụ, là bởi vì là ngươi không đủ phong độ. Nhưng là bây giờ, ngươi có thể kêu ta một tiếng sư phụ, ngươi có năng lực này, ta có thể dạy ngươi chỉ có những thứ này, cũng nên rời đi. Nhiều năm như vậy thời gian, ta đã đầy đủ. Hắn thanh âm có chút tịch mịch. Sư phụ, Diệp thần muốn nói lại thôi. Đừng làm như thế thương cảm, chúng ta lại không phải là không thể gặp mặt lại, vì sao là luân hồi. Chờ ngươi phá vỡ nơi này bí mật, chúng ta nói không chừng sẽ gặp nhau, cùng đến ngày đó, chúng ta trăm người sứ mạng hẳn hoàn thành, ngươi có lẽ đã thành là trong thiên địa bá chủ. Vẫy tay bây giờ, hủy diệt một phương sơn hà và thế giới. Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là chúng ta người xoay mình, ngươi không nên cô phụ chúng ta kỳ vọng. Ông già áo bào đen hư ảnh càng ngày càng nhạt, đột nhiên, hắn năm ngón tay nắm chặt, Trảm Long kiếm trực tiếp bay đến lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng 20 giây thời gian, ta liền đưa ngươi một đạo võ, tên là Phá Thiên Kiếm Ý. Nhìn cho thật kỹ. Kiếm dậy. Toàn bộ luân hồi mộ địa chấn động, còn không có xuất kiếm, liền tựa như vỡ ra hết thảy. Diệp thần cảm giác được rõ rệt toàn bộ luân hồi mộ địa linh khí toàn bộ tràn vào đến ông già áo bào đen trong tay Trảm Long kiếm. Ông già áo bào đen hư ảnh vậy càng ngày càng nhạt. Đồ nhi, thiên địa vạn vật, đại đạo 3000, tiểu đạo vô số. Ta lấy giết hại chứng đạo, càng lấy kiếm ý tìm đạo. Kiếm, là vua binh khí, tiến có thể công lui có thể thủ, không chỗ nào bất lợi. Phá Thiên Kiếm Ý tổng cộng có 3 kiếm. Mỗi một kiếm dung hợp đại đạo quy luật, một khi đại thành, ở đủ thực lực chống đỡ dưới, 3 kiếm phá thiên đủ để. Cho nên mới kêu nó Phá Thiên Kiếm Ý. Ông già áo bào đen vừa nói chuyện, một bên múa kiếm. Kiếm ý ngút trời, khí thế kinh người. Kiếm thứ nhất, Tiềm Long Trảm Thương Khung. Nếu như tu luyện tới đại thành, một kiếm vung ra, quỷ thần chấn động. Một tiếng khẽ quát, ông già áo bào đen, thân như du long, đột nhiên thoát ra. Trảm Long kiếm lại là hóa làm trận trận kiếm mang. Phá vỡ hết thảy. Đột nhiên, ông già áo bào đen cổ tay run một cái, kiếm thứ nhất thi triển ra. Ùm ùm. Ngưng tụ linh khí hoàn toàn nổ, một hồi khẽ rên, ngay tức thì kiếm quang ngất trời. Một kiếm này quét ra, mau đến mức tận cùng, do như sấm phá vỡ chân trời. Diệp thần mặc dù đứng rất xa, nhưng vẫn là cảm thấy trong cơ thể tiên máu sôi trào. Đỉnh đầu huyết long lại là từng cơn gầm thét. Nháy mắt tức thì, đầy trời kiếm khí, khí lạnh bức người. Cuốn lên cuồng gió, giống như ác quỷ kêu khóc, nhiếp tâm hồn người. Bành! Một kiếm rơi xuống, tiếng nổ bỗng nhiên truyền tới. Luân hồi mộ địa trên, lại xuất hiện một đạo trăm mét vết rách. Vết rách sâu mấy chục trượng, khói xanh toát ra, sợ hãi mà lạnh người. Chung quanh mấy chục mét bên trong, hết thảy tất cả. Vậy vào giờ khắc này ầm ầm biến mất. Một kiếm dưới, lấy ông già áo bào đen làm trung tâm, chu vi vài mét, không có một ngọn cỏ. Cái này cũng quá đáng sợ đi, so với lúc trước sư phụ dạy ta là huyết trảm mạnh hơn. Diệp thần trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Ngay tại lúc này, ông già áo bào đen lại động, đồ nhi, kế tiếp là Phá Thiên Kiếm Ý kiếm thứ hai, chết tinh thần. Ngươi như tu luyện đại thành, một kiếm dưới, sơn hà biến sắc. Thiên địa văng tung tóe, ngang dọc bát phương. Ông già áo bào đen khí thế buông ra, chân khí cường đại phun trào toàn thân, trong tay Trảm Long kiếm răng khắp nơi, xốc xếch phức tạp, giống như từng tờ một mạng nhện vậy, tung khắp các nơi, lại chậm rãi hướng ra ngoài lan truyền. Sức lực gió nổi lên. Trảm Long kiếm ngất trời, thế như thí thần, tại trên bầu trời, vung tán vậy toàn tại thân kiếm chỗ sát ý, hoàn toàn bùng nổ. Kiếm ý như tinh thần vậy đập xuống. Rậm rạp chằng chịt, không chỗ ẩn trốn. Bốn phía mặt đất toàn bộ vỡ vụn, mỗi một khối đá đều là đều vỡ vụn. Trong không khí còn hấp hối trước phung tán không hết khí tức giết hại. Rất mạnh, nhưng mà ông già áo bào đen bóng người càng ngày càng nhạt. Kiếm thứ ba, kiếm chém bát hoang. Một kiếm này là Phá Thiên Kiếm Ý chỗ tinh hoa, vậy là khó tu luyện nhất chiêu thức. Chiêu này tu luyện tới đại thành, một kiếm dưới, dung hợp thiên địa nghĩa sâu xa, ẩn chứa muôn vàn biến hóa, không chỗ nào bất lợi, không kiên không phá.
bát hoang đánh rách. Dứt lời, ông già áo bào đen một kiếm lại hình thành trăm đạo trưởng kiếm. Trường kiếm bàn lượn quanh ở hắn quanh thân. Hung mãnh huyết quang hóa là một cái cao thiên huyết long, sáng rực oai rồng chiếu sáng thiên địa. Giờ khắc này, Diệp Thần tâm thần run rẩy, cảm giác trong lòng bao phủ một cổ uy coi, khó mà xóa đi. Cho ta bổ ra. Đi đôi với ông già áo bào đen một tiếng giống giận, xúc hợp kim trăm kiếm, lao nhanh đi. Đang đang đang. Trăm kiếm hội tụ thành một cái nước lũ, đánh về phía đất đai. Kim quang cùng kiếm lưu đối oanh, tuôn ra hàng loạt huyền rung động, mặt đất trực tiếp nứt ra, một đạo trăm trượng sâu cái hố dược nhiên lên. Toàn bộ luân hồi mộ địa tựa như nghênh đón ngày tận thế. Mắt thấy cái này ba đạo kinh thiên động địa kiếm ý, Diệp Thần hoảng hốt. Nếu như hắn nắm giữ phá thiên kiếm ý, toàn bộ hoa hạ ai có thể ngăn cản. Trong cơ thể hắn máu tươi hoàn toàn sôi trào. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này, vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Ông già áo bào đen thực lực bày ở nơi đó, một kiếm uy áp tự nhiên khủng bố. Kiếm thứ hai và kiếm thứ ba, hắn thời gian ngắn là đừng suy nghĩ, có thể dẫn động kiếm thứ nhất liền coi là không tệ. Bụi mù cuồn cuộn rơi xuống, luân hồi mộ địa khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần trong tầm mắt, ông già áo bào đen cơ hồ trong suốt. Nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương chỉ như vậy nhìn hắn. Tâm trạng cực kỳ phức tạp. Diệp Thần. Vực lòng châu linh khí đã thủng hai tòa mộ bia, chỉ cần ngươi hơi chân khí dẫn động, vậy hai vị đại năng sẽ xuất thủ một lần, nhưng là nhớ, ra tay sẽ để cho bọn họ bỏ ra giá cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, dù sao cũng không nên động dùng luân hồi mộ địa lá bài tẩy. Ngươi lá bài tẩy không phải luân hồi mộ địa, mà là giết hại chi đạo cùng với vậy cái huyết long. Diệp Thần gật đầu một cái, học trò rõ ràng. Ta chưa bao giờ nói với ngươi về ta danh hiệu. Hôm nay ta liền nói cho ngươi, ở thời đại thượng cổ, tất cả mọi người đều gọi ta giết hại đạo quân. Ngươi là ta giết hại đạo quân học trò, lại là ta giết hại đạo quân người xoay mình. Ngươi bất kỳ đều không cách nào khinh thị ngươi. Hy vọng muốn không được bao lâu, chúng ta có thể gặp mặt lại. Lôi âm cuồn cuộn vang vọng ở luân hồi mộ địa, ông già áo bào đen hóa là lấm tấm hoàn toàn biến mất. Toàn bộ luân hồi mộ địa chỉ còn lại Diệp Thần một người. Hắn ánh mắt rơi vào vậy hai khối trên mộ bia, không có tên chữ, nhưng là lại có một tia ánh sáng ngưng tụ. Hắn thời gian vừa niệm tất nhiên có thể dẫn động. Cái này hai cái lá bài tẩy phải ở lại cuối cùng, tiếp theo đối mặt hoa hạ võ đạo tổng cục, Lâm Tuyệt Long, U Hồn Giam Ngục, cũng hoặc là Kinh Thành Giang Gia, cái này hai cái lá bài tẩy cũng cực kỳ trọng yếu. Kinh Thành thế cục cuồn cuộn, lấy hắn lực một người muốn xông ra một mảnh chân trời, rất khó. Diệp Thần ý niệm động một cái, trực tiếp về đến trong phòng. Hắn nhìn một cái trên bàn sách ảnh gia đình, trong mắt lạnh như băng xuất hiện một tia ôn tình. Ba mụ, ta rất nhanh sẽ mang các người rời đi U Hồn Giam Ngục. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần tắm, đổi cả người quần áo sạch sẽ, liền xuống lầu. Hắn vốn cho là hai nữ hẳn ở dưới lầu, nhưng phát hiện một người cũng không có. Trên bàn giữ lại giấy nhắn tin. Hai nữ đều đi trong tỉnh đi họp. Ngày hôm nay Thẩm Hải Hoa tới tỉnh Chiết Giang, triệu tập lần thứ hai nhân viên đại hội. Mở ra cổng biệt thự, Diệp Thần duỗi người, Diệp Lăng Thiên và La Sát liền đi tới, bái kiến điện chủ. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái hai người, hỏi cái này 10 ngày, biệt thự Minh Thúy bên này không có xảy ra chuyện đi. Diệp Lăng Thiên trả lời, khải bẩm điện chủ, biệt thự bên này không có xảy ra chuyện. Nhưng là mấy ngày gần đây chúng ta phát hiện tỉnh Chiết Giang tràn vào rất nhiều vùng khác võ giả, tạm thời còn không xác định đám người này động cơ, không qua ta suy đoán, đám người này rất có thể đến từ Kinh Thành, hẳn là Lâm Tuyệt Long phản kích. Bất quá điện chủ vậy không cần lo lắng, mấy người kia thân phận rất sạch sẽ, hẳn không tra được chúng ta nơi này. Diệp Thần con ngươi híp lại, chợt phân phó nói, tiếp theo, ta chuẩn bị lên đường đi Kinh Thành. Người vậy an bài ám điện người từ từ hướng Kinh Thành đi, chỉ một thành là tỉnh Chiết Giang thế lực dưới đất cũng không đủ. Diệp Lăng Thiên quả đấm cầm chặt, từng chữ từng câu biểu đạt quyết tâm nói, điện chủ, mặc dù ta biết tỉnh Chiết Giang cùng Kinh Thành không thể so sánh, nhưng là ta nhất định sẽ cố gắng là điện chủ đánh hạ một mảnh thiên hạ. Diệp Thần vỗ một cái Diệp Lăng Thiên bả vai, nói chuyện này không gấp, ta đi trước Kinh Thành, ngươi và ám điện người sau này lại tới.
dưới mắt ngươi trọng yếu nhất chính là tăng lên mình thực lực, ám điện đi kinh thành, sẽ rất khó khăn. Điện chủ. Cáo biệt La Sát và Diệp Lăng Thiên, hắn nghĩ tới điều gì, trực tiếp gọi cho Lôi Thụ Vĩ điện thoại. Long hồn ở kinh thành phải có chút lực lượng, lần này đi kinh thành, hay là để cho long hồn an bài đi. Điện thoại mới vừa gọi thông, biệt thự bên ngoài đậu một chiếc xe thương vụ liền đè một cái loa, Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì, hướng xe thương vụ đi tới. Quả nhiên Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình cũng ở trên xe. Các người tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói cho ta các người ở chỗ này giữ 10 ngày, ta cũng không tin. Diệp Thần trêu ghẹo nói. Lôi Thụ Vĩ lắc đầu như trống lắc, giải thích Diệp tiên sinh, ngài có chỗ không biết, mấy ngày trước chúng ta long hồn tới biệt thự đi tìm ngài nhiều lần, nhưng là Hạ tiểu thư nói ngài đang bế quan, muốn 10 ngày sau mới có thể đi ra ngoài, cái này không, ngày hôm nay ta và Cần Phải Kình ở nơi này chờ trước, cũng coi là hoan nghênh Diệp tiên sinh xuất quan. Vô sự lấy lòng, đoán chừng là đối với ta có mưu đồ đi, nói, muốn ta làm gì. Diệp Thần hai tay ôm ở ngực, có nhiều thú vị nói. Lôi Thụ Vĩ lúng túng cười mấy tiếng, cũng không nói nhảm, đưa ra một phần báo cáo, Diệp tiên sinh, đoạn này thời gian, võ đạo giới chấn động, hoa hạ địa vực chung quanh chiến sự khá nhiều, long hồn thi hành nhiệm vụ vậy nhiều hơn, những đan dược kia đã hoàn toàn trống, mấy vị long hồn chiến sĩ bởi vì không có đến tiếp sau này chữa trị, cũng hy sinh. Lần này, ta liền muốn hỏi một chút. Long hồn có thể hay không một phương diện hỏi Diệp tiên sinh mua một ít đan dược. Lôi Thụ Vĩ nói xong, thận trọng nhìn Diệp Thần, hắn nói đúng là nói thật, Diệp Thần đan dược đối với những cái kia bị thương long hồn chiến sĩ mà nói nhất định chính là cứu mạng đồ sắc bén. Nếu như không có những đan dược kia, long hồn không muốn biết nhiều chết bao nhiêu người. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Diệp Thần giống như là đổi ảo thuật vậy. Trực tiếp lấy ra một cái màu đen túi nylon. Đây là 200 viên đan dược, cấp bậc không tính là quá cao, nhưng là đối với các người long hồn mà nói, hẳn đủ dùng. Nhìn đưa tới túi nylon, Lôi Thụ Vĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn vốn là chỉ bất quá ôm thử một lần quyết tâm, lại không nghĩ rằng thật thành công. Lần này, lại là 200 viên đan dược à, chí ít có thể cứu 200 cái mạng. Diệp Thần ngược lại không phải là hào phóng, theo thực lực hắn tăng lên, đan dược có thể mang tới thực lực tăng phúc càng ngày càng thiếu, huống chi, những đan dược này đã không thích hợp hắn, cho long hồn chính là. Lôi Thụ Vĩ cánh tay có chút run rẩy, mở túi ra, nhìn lướt qua, con ngươi chỉ có kinh hoàng. Mấy giây sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, những đan dược này ngài mở một cái giá cả đi, ta cũng tốt hướng phía trên đi báo cáo. Cái này ngươi quyết định, còn nữa, ta vừa vặn muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện, ngày mai ta chuẩn bị đi kinh thành, ngươi cho ta an bài một chiếc máy bay. Nghe được Diệp Thần phải đi kinh thành, Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình con ngươi co giúp một cái, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, ngài sẽ không đi tìm Lâm Tuyệt Long đi, gần đây kinh thành thế cục có chút hỗn loạn, ta bên này nhận được tin tức, kinh thành Long gia tựa hồ một mực ở lưu ý tiến vào kinh thành cổ võ giả. Cái này thời gian đi. Thật sự là không nên à. Còn nữa, kinh thành là hoa hạ võ đạo tổng cục địa bàn, ta long hồn ở nơi đó lực lượng và hoa hạ võ đạo tổng cục so với, chênh lệch vẫn có một ít, đến lúc đó xảy ra phiền toái, có thể sẽ tương đối khó xử lý, nếu không như vậy, Diệp tiên sinh ngây ngô tỉnh Chiết Giang lại một ít thời gian, trễ một tháng đi. Diệp Thần vung tay lên, nói thẳng, ý ta đã quyết, ngày mai lên đường, nếu như người bất an xếp máy bay. Ta tự nghĩ biện pháp. Nghe được Diệp Thần giọng biến hóa, Lôi Thụ Vĩ trầm tư chốc lát, vẫn là nói, như vậy đi, nếu Diệp tiên sinh tâm ý đã quyết, vậy ta cho ngài an bài một cái duy nhất thân phận, dùng cái thân phận này ngồi hàng không dân dụng máy bay, hẳn có thể tránh đám người kia kiểm tra và giám thị, cũng có thể bớt đi một chút phiền toái, chính là có thể ủy khuất một chút Diệp tiên sinh. Được, Diệp Thần đối với cái quyết định này không có quá lơ là gặp. Lần này đi kinh thành, chủ yếu nhất chuyện chính là đi u hồn giam ngục cứu ra phụ mẫu, thứ nhì mới là chém chết Lâm Tuyệt Long, có thể tránh khỏi một chút phiền toái tự nhiên tốt nhất. Hai tiếng sau đó, Cần Phải Kình tự mình đem thẻ căn cước, vé máy bay, chìa khóa, thẻ ngân hàng một loạt các loại đồ giao cho Diệp Thần trong tay. Duy nhất thẻ căn cước lên là hắn một tấc theo, nhưng là tên chữ nhưng là lá thành.
Vé máy bay thời gian là ngày mai buổi sáng 9 giờ 50, tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế KN5956 chuyến bay, khoang hạng nhất. Còn như chìa khóa, chính là kinh trung tâm thành phố một nơi 4 phòng ngủ 1 phòng khách bất động sản, Diệp Thần tự nhiên sẽ không đi ở. U hồn giam ngục lần này sẽ ở kinh thành Đại học Sư phạm vùng lân cận mở, hắn tự nhiên muốn ở nơi đó. Trong thẻ ngân hàng tiền Diệp Thần vậy không thèm để ý, trực tiếp đem thẻ ngân hàng vứt xuống luân hồi mộ địa. Buổi chiều 4 giờ, Tôn Di trước thời hạn trở về, nàng và Hạ Nhược Tuyết tự nhiên biết Diệp Thần phải đi. Tiểu thần tử, đang trên đường trở về, ta và Nhược Tuyết liền thương lượng xong, rất nhanh sẽ tới kinh thành, người muốn làm chính là xem xét một nơi biệt thự, lưu tốt gian phòng, nói không chừng ngày nào chúng ta liền lên tới. Còn nữa, Thẩm Hải Hoa đã cùng kinh thành chánh phủ bên kia nói xong, sẽ hoa rút một mảnh đất, xây dựng tập đoàn thiên chính, Ninh Ba và tỉnh Chiết Giang thành tựu trụ sở chính không quá thích hợp, Hoa Hạ Y Dược tập đoàn cuối cùng cũng biết đem kinh thành thành tựu đại bản doanh, tập đoàn thiên chính cũng không ngoại lệ. Tôn Di một bên cho Diệp Thần sửa sang lại vừa nói. Nàng thân thể khẽ nghiêng, áo sơ mi phía trên nhất một cái nút áo đã tháo ra, lộ ra lau một cái đầy ấp. Bàn về nịt ngực và ngực hình, dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, có thể cùng Tôn Di coi như nhau cơ hồ không có mấy cái. Còn nữa, kinh thành trời lạnh, nhớ ở bên ngoài nhiều mặc chút quần áo. Tôn Di đem dương hành lý khép lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt như nước. Nàng thật ra thì ước gì đi theo Diệp Thần đi kinh thành, nhưng là tập đoàn thiên chính ở tỉnh Chiết Giang còn có mấy đạo công tác phải làm, bây giờ đi kinh thành không đúng lúc. Bất quá căn cứ tập đoàn thiên chính phát triển, phỏng đoán 1 tháng hoặc là 2 tháng nàng thì biết phái đến kinh thành. Dĩ nhiên, bây giờ giao thông phát đạt, lúc nào muốn Diệp Thần, trực tiếp ngồi máy bay là được rồi, khoảng cách không tính là quá xa. Tôn Di hai tay bàn vòng quanh Diệp Thần, cười tủm tỉm nói, ngươi sẽ muốn ta sao? Biết. Diệp Thần nghiêm túc nói. Thật, Tôn Di nói. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Tôn Di môi đỏ mọng trực tiếp chặn lại hắn miệng, ta bây giờ không muốn nghe cái gì giải thích, ta muốn xem nghe được động. Hai người đầu lưỡi quấn quanh, trơn trượt và ấm áp làm bạn. Diệp Thần một cái tay lại là cách áo sơ mi nắm vậy đoàn đầy ấp, không cách nào nắm trong tay. Tôn Di tay cũng là linh hoạt hết sức, trực tiếp chui vào Diệp Thần quần thường trong, hơi nắm chặt, trêu chọc Diệp Thần thần kinh. Xé kéo, một tiếng, áo sơ mi trực tiếp bị Diệp Thần lực lượng lớn kéo bạo, đối với trắng nõn như thỏ vật nhảy đi ra, sáng chói lòng người huyền. Tôn Di ánh mắt mê ly, nhưng lại nghĩ tới điều gì? Cười nói, thật ra thì ta biết ngươi và Nhược Tuyết cũng đã làm chuyện như vậy. Diệp Thần ngẩn ra, mới vừa muốn nói cái gì, Tôn Di lại nói, thật ra thì ta và Nhược Tuyết không ngu ngốc, đã sớm biết rồi. Vừa nói, Tôn Di cầm vậy đoàn lửa nóng tay lại là động. Ta muốn biết, ta và Nhược Tuyết, ở phương diện này, ngươi càng thích cùng ai? Tôn Di quyến rũ diễn cảm nhìn Diệp Thần, làm nàng phát hiện Diệp Thần do dự đang lúc. Liền cười nói, chọc cười ngươi thì sao, thật ra thì cái vấn đề này rất đơn giản, cùng ta thuyết phục Nhược Tuyết, đến lúc đó cùng nhau thử một chút thì biết, không biết ngươi thừa không chịu nổi. Hi hi. Diệp Thần biết Tôn Di rất cởi mở, nhưng là lại không nghĩ rằng Tôn Di lại cởi mở đến 3 người. Tôn Di cảm giác thân thể có phản ứng, trực tiếp ôm Diệp Thần đi tới trên giường, váy công sở còn chưa cởi ra, quyệt to mập cái mông, đem Diệp Thần nhất đồ trọng yếu bỏ vào trong đó. Một chàng va chạm đại chiến lúc này đánh vang. Đầy nhà xuân quang. Buổi sáng ngày thứ 2, tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế. Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết lái xe đưa Diệp Thần đi tới sân bay, một phen giao phó, Diệp Thần liền lên KN5956 chuyến bay. Lần này, hắn không có mang lên La Sát và Diệp Lăng Thiên, cái này hai người tạm thời ở lại tỉnh Chiết Giang bảo vệ Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di. Lấy hắn bây giờ thực lực, Hoa Hạ võ đạo giới cường giả căn bản không có thể khó khăn là hắn. Huống chi, dưới mắt kinh thành thế cục hỗn loạn, một người ngược lại tự do. Diệp Thần mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, hạ kéo, che ở hơn nửa gương mặt, giam tròng mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Khoang hạng nhất một xếp có 3 cái chỗ ngồi, chia tay rất mở. Diệp Thần ngồi ở bên phải nhất dựa vào cửa sổ vị trí, hắn bên trái, không ra ngoài dự liệu. Hẳn là đối với mẹ con gái.
hai người thỉnh thoảng đang thấp giọng chuyện trò, tựa hồ rất là hưng phấn. Mẫu thân đoan trang, không giàu thì sang, nữ nhi đại khái 10 sao sao tuổi, ánh mắt rất đẹp, nhưng là bởi vì mang màu đen khẩu trang che mặt bàng, không thấy rõ cụ thể dung mạo, chắc còn ở lên đại học. Đoán chừng là từ kinh thành tới tỉnh Chiết Giang du lịch, lần này là hồi kinh. Thiếu nữ gặp máy bay không có cất cánh, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng từ lên máy bay liền chú ý tới Diệp Thần, người đàn ông này không có bất kỳ tùy thân đồ, không có nói một câu, không biết tại sao luôn có loại cảm giác thần bí. Nàng giàu gì ở trường học coi như là hoa khôi trường học, mặc dù đeo đồ che miệng mũi, nhưng là tên này liền một mắt cũng không xem mình, hơi quá đáng đi. Nàng không nhẫn nại được tò mò trong lòng, mở miệng nói, ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, ngươi là người Giang Nam sao? Diệp Thần mở mắt ra, nhìn một cái cô gái, không nói gì. Có chút lạnh, cô gái nghĩ tới điều gì, vội vàng tháo xuống khẩu trang, lộ ra một đạo nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra nói, xin lỗi, mấy ngày nay có chút cảm mạo, cho nên mới đeo đồ che miệng mũi, ta kêu Đỗ Vân Yên, nhận thức một chút thôi. Diệp Thần không có đưa tay ra, trong mắt vẫn nhắm, tựa như ngủ. Đỗ Vân Yên lỗ mũi cau một cái, tựa hồ có chút tức giận, ngay tại lúc này, nàng mẫu thân mở miệng nói, Vân Yên, đừng quấy rầy người khác nghỉ ngơi, lòng ngươi cũng tốt thu vừa thu lại, ngày mốt trở về trường học. Đỗ Vân Yên trừng mắt một cái Diệp Thần, đối với mẫu thân nói, à, lúc này mới nghỉ ngơi mấy ngày, lại phải hồi đại học sư phạm, trong đại học những nam sinh kia quá nhàm chán. Nghe được đại học sư phạm mấy chữ này, nguyên bản đang nhắm mắt Diệp Thần đột nhiên mở ra. Kinh thành đại học sư phạm. Hắn tò mò mở miệng nói. Đỗ Vân Yên ngẩn ra, mắt đẹp nhìn một cái Diệp Thần, nói, ngươi cuối cùng sống. Vân Yên, không được vô lễ. Bên trái nhất thiếu phụ nói, chợt hướng Diệp Thần nói xin lỗi, chân thực ngại quá, con gái ta tính tình tương đối thẳng. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có sao. Hắn tầm mắt rơi vào Đỗ Vân Yên trên mình, sau khi đến kinh thành, hắn cần một người dẫn đường, nếu như ở kinh thành đại học sư phạm có người, vậy thì tốt nhất, chỉ ít có thể thời gian đầu tiên chú ý tới u hồn giam ngục mở ra dị tượng. Làm sao, người không biết cũng là kinh thành sư phạm sinh viên đại học đi. Đỗ Vân Yên giọng có chút lạnh, thậm chí có chút địch ý. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi Diệp Thần thái độ, nàng nhớ ở trong lòng. Diệp Thần giải thích, ta ở kinh thành đại học sư phạm vùng lân cận. Quỷ tin ngươi, kinh thành đại học sư phạm vị trí rất chết, vùng lân cận liền tiểu khu cũng không có, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Nơi đó là kinh thành hoạch định khu mới, ngươi cái này láo cũng quá giả đi. Đỗ Vân Yên nói xong, liền quay đầu sang chỗ khác. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần không phải là thấy được mình xinh đẹp có chút hối hận, muốn leo lên nàng mà thôi. Loại này ở bên ngoài muốn ngâm học sinh muội người đàn ông, nàng gặp nhiều. Thậm chí trong trường học, nàng rất nhiều bạn học đều bị bên ngoài phú thương bao nuôi. Nàng gia cảnh sung túc, tự nhiên sẽ không để ý tới loại người này. Chỉ một bởi vì một câu nói, nguyên bản nàng đối với Diệp Thần tò mò không còn gì vô tồn, thay vào đó là chán ghét và chán ghét. Đỗ Vân Yên mẫu thân cũng là đối với Diệp Thần mục đích có chút hoài nghi, từ đó sau đó. Hai người không có sẽ cùng Diệp Thần nói một câu. Diệp Thần khá là không biết làm sao, vốn muốn cho Đỗ Vân Yên mang hắn đi kinh thành đại học sư phạm, bây giờ nhìn lại, căn bản không thể nào. Thôi, đến lúc đó đánh cũng có thể. Sau đó, Diệp Thần liền tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng là mười mấy phút sau đó, hắn liền cảm giác được bên tai có một tia động tĩnh. Đó là một đạo hô hấp nặng nề thanh âm. Đồng thời, bên tai vậy xen lẫn lật đồ thanh âm. Diệp Thần mở mắt ra, liếc qua đầu đi, phát hiện một bên Đỗ Vân Yên đem toàn bộ túi cũng đổ ra, thần sắc hốt hoảng đến mức tận cùng. Nàng điên cuồng lật đồ, nhưng là càng lộn nàng sắc mặt vừa tái nhợt. Trong miệng lại là lẩm bẩm, làm sao có thể, thời điểm buổi sáng vẫn còn ở à? Tại sao không thấy, có thể hay không rơi vào khách sạn? Đáng chết, mau ra đây à, người ngược lại là mau ra đây à? Nàng nhìn không được cái gì, nhìn một cái sắc mặt khó khăn thấy vô cùng, một cái tay bắt cổ cơ hồ không cách nào hô hấp mẫu thân, vội vàng đem nữ tiếp viên hàng không kêu tới đây, van cầu ngươi. Mau cứu mụ ta. Nữ tiếp viên hàng không ý thức được tình huống không đúng,
vội vàng đi kêu trên máy bay bác sĩ. Không lâu lắm, một cái bác sĩ liền đi tới, kiểm tra một chút thiếu phụ tình trạng thân thể, sắc mặt có cái gì không đúng, hắn đối với Đỗ Vân Yên nói, mẫu thân ngươi là bệnh gì? Đỗ Vân Yên hốt hoảng đến trình độ cao nhất, vội vàng nói, bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu mụ ta được Hoắc Đức ngươi không hơi thở chứng, nhiều năm qua như vậy một mực dựa vào dược vật duy trì, ngày hôm nay không biết tại sao thuốc không có ở trên mình, van cầu ngươi, nhất định phải giúp mẹ ta. Vậy bác sĩ nghe được Hoắc Đức ngươi không hơi thở chứng, sắc mặt đại biến. Hắn trừng mắt một cái Đỗ Vân Yên, chỉ trích, loại này bệnh nặng, ngươi tại sao còn muốn mang mẫu thân ngươi đi ra, còn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết, loại bệnh này nhất định phải dược vật duy trì sao, làm sao đem thuốc làm mất. Ta cũng không biết. Chợt, vậy bác sĩ vội vàng phân phó nữ tiếp viên hàng không, lấy cực kỳ nghiêm túc giọng nói, nhanh lên đi và cơ trưởng nói, chuẩn bị liền gần thành phố hạ cánh khẩn cấp. Nếu không, Đại La Kim Tiên vậy không cứu được nàng. Sẽ ở đó nữ tiếp viên hàng không chuẩn bị hướng buồng lái chạy đi thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không cần hạ cánh khẩn cấp, ta có thể giúp một tay. Lời này vừa nói ra, vô số cặp mắt nhìn về phía nói chuyện người thanh niên kia. Đỗ Vân Yên diễn cảm cổ quái đến mức tận cùng. Nàng so người bất kỳ đều biết Hoắc Đức ngươi không hơi thở chứng có đáng sợ dường nào. Nếu như không có dược vật và máy chuyên nghiệp, căn bản không có biện pháp. Vậy bác sĩ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Diệp Thần, mà là nhìn về phía cặp chân kia bước dừng lại nữ tiếp viên hàng không, nói còn không đi nhanh. Mạng người lớn hơn trời à. Ta đuổi thời gian, không cần hạ cánh khẩn cấp, cho ta 5 giây thời gian là đủ rồi. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó chỉ điểm một chút ở Đỗ Vân Yên mẫu thân trên trán. Làm Diệp Thần ngón tay chạm được Đỗ Vân Yên mẫu thân cái trán nháy mắt. Mơ hồ bây giờ có một đạo ánh sáng tràn vào người sau thân thể. Lại là hoàn toàn phóng thích xem ra. Vậy trên máy bay bác sĩ đối với Diệp Thần có chút không vui, tựa như quyền uy của mình bị nghi ngờ. Thằng nhóc, người có biết hay không, người đang làm gì? Người đây là đang giết người. Nếu như vị này hành khách bệnh tình có bất kỳ trì hoãn, người gánh nổi sao? Ta cảnh cáo ngươi, buông ra tay ngươi, nếu không ngươi sẽ chờ ngồi tù đi. Hoặc giả là bởi vì bị cái này bác sĩ lời nói kích thích, khoang hạng nhất còn lại hành khách cũng là đối với Diệp Thần chỉ trích đứng lên. Thằng nhóc, ngươi là bác sĩ vẫn là hắn là bác sĩ, nếu như người phụ nữ kia xảy ra chuyện, ngươi sẽ là thứ nhất truy cứu trách nhiệm người. Đầu năm nay, ngồi khoang hạng nhất làm sao vậy sẽ đụng phải loại này bệnh thần kinh. Đám người chửi rủa tiếng không ngừng truyền tới, Diệp Thần không phản ứng chút nào. Đỗ Vân Yên vốn cho là Diệp Thần là tới báo thù, mới vừa muốn nói chuyện, nàng tầm mắt chú ý tới mẫu thân. Mẫu thân trên mặt xanh mét vẻ lại dần dần tiêu đi. Đây rõ ràng là uống thuốc sau này mới có hiệu quả. Chẳng lẽ thanh niên này thủ đoạn thật hữu dụng? Mấu chốt hắn toàn bộ quá trình cũng không có làm gì à, chính là điểm ra một ngón tay. Đỗ Vân Yên chỗ ở kinh thành đại học sư phạm giàu gì là hoa hạ 985 trường đại học và cao đẳng, nàng một mực thờ phượng khoa học, nhưng là thấy trước mắt một màn này, vẫn là theo bản năng che miệng. Mà cái đó nam bác sĩ gặp Diệp Thần không chút nào buông tay dự định, tức giận dâng trào, trực tiếp hướng Diệp Thần ngón tay bắt đi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng, bả vai hơi đung đưa, một đạo cực kỳ cường đại đợt khí hướng đối phương đánh tới. Bác sĩ còn không có chạm được Diệp Thần, thế bài sơn đảo hải phun trào, hắn thân thể căn bản đứng không vững, trực tiếp hướng phía sau ngã xuống, rất là chật vật. Ngươi lại còn động thủ đánh người. Bác sĩ diễn cảm có chút dữ tợn. Cảnh sát hàng không cũng là chú ý tới nơi này tình huống, thần sắc nghiêm túc, hướng Diệp Thần đi tới. Các người tới thật đúng lúc, người này tuyệt đối là cực đoan phân tử. Không chỉ có đánh bác sĩ, còn muốn giết người. Nếu như nữ sĩ kia thời gian đầu tiên không có được chữa trị, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mau, mau đưa hắn bắt lại. Người chung quanh đều có thể ngồi chứng. Vậy nam bác sĩ thanh âm lạnh lùng vang lên. Cảnh sát hàng không gật đầu một cái, giữa eo xuất hiện còng tay, đi tới Diệp Thần trước mặt, ra lệnh, vị tiên sinh này, còn mời phối hợp một chút. Nếu như ngươi không phối hợp, ngươi gặp mặt sắp nghiêm trọng hơn luật pháp chế tài. Diệp Thần buông tay ra chỉ,
không để ý đến người nọ, trực tiếp phân phó nói. Nàng không thành vấn đề, nhớ cho nàng chuẩn bị một ly nước ấm. Sau đó, Diệp Thần trở lại mình vị trí, đem mũ lưỡi chai hơi ép xuống, tựa như chuẩn bị nghỉ ngơi. Một màn này, để cho tất cả mọi người giật mình. Thằng nhóc này cái gì dừng bút đi, chơi là vậy một ra. Điểm ngón tay một cái là có thể cứu người. Phim truyền hình cũng không dám như thế diễn à. Vậy nam bác sĩ lại là cười lên, các người có nghe hay không, ta làm một bác sĩ, nghiêm trọng hoài nghi người này có bệnh tâm thần, đối với máy bay an toàn tất nhiên tạo thành ảnh hưởng, nếu như lại không đem khống chế, sẽ nguy hại mỗi một người hành khách an toàn. Vậy cảnh sát hàng không ý thức được sự việc nghiêm túc tính, nhìn một cái cách đó không xa quần áo thường người đàn ông, hai người đồng thời gật đầu, hướng Diệp Thần đi. Tiên sinh, thật xin lỗi, mời ngài phối hợp điều tra. Lời nói rơi xuống, hai người giơ tay lên cái cùm hướng Diệp Thần đi, mắt xem thì phải chạm được Diệp Thần, một bản chứng kiện, bắn đi ra. Cảnh sát hàng không ngẩn ra, vội vàng đưa tay ra tiếp nhận giấy chứng nhận, nhưng là một giây kế tiếp, giấy chứng nhận trên, một cổ cực mạnh đợt khí vọt tới, hắn thân thể lại là không tự chủ lui về phía sau một bước, huyết khí dâng trào, tựa như ngũ tạng lục phủ đều bị đụng. Thật vất vả ổn định thân hình, hắn mở ra chứng thư trong tay, con người trợn tròn. Bởi vì là trên đó viết mấy chữ trao tặng Diệp Thần cấp bậc thiếu tướng. Con dấu trực tiếp là Hoa Hạ quyền lực tối cao cơ quan. Cảnh sát hàng không và quần áo thường nam tử diễn cảm đổi được cực kỳ sợ hãi, bởi vì Hoa Hạ không người nào dám ở nơi này loại giấy chứng nhận lên làm tay chân. Đó là tự tìm cái chết. Một vị Hoa Hạ thiếu tướng sau lưng tất nhiên đứng quân đội. Đứng toàn bộ Hoa Hạ lực lượng võ trang. Càng là mấu chốt là, trước mắt cái này người thanh niên như vậy trẻ tuổi lại bị trao tặng cấp bậc thiếu tướng. Sau lưng nội tình biết bao đáng sợ. Đối phương như vậy lạnh nhạt dáng vẻ, hoàn toàn không có sợ hãi à. Bót, cảnh sát hàng không đem giấy chứng nhận trực tiếp khép lại, hai tay đưa cho Diệp Thần, trên mặt lại là xếp chồng ý cung kính thủ. Diệp tiên sinh, có nhiều xúc phạm, xin thông cảm. Diệp Thần đem giấy chứng nhận sau đó bỏ vào túi. Nhìn một cái đó một mực ở nói nhảm bác sĩ, liền nói, người nọ quấy rầy ta nghỉ ngơi, các người hẳn biết phải làm sao đi. Rõ ràng, một giây kế tiếp, cảnh sát hàng không và quần áo thường nam tử hướng nam bác sĩ đi. Nam bác sĩ con người tràn đầy kinh ngạc, tự nhiên biết muốn phát sinh cái gì, hắn mới vừa muốn nói chuyện, một đạo ho nhẹ tiếng vang lên. Vậy bởi vì Hoắc Đức Ngươi không hơi thở chứng hôn mê nữ sĩ lại tỉnh. Kỳ tích vậy tỉnh. Mụ, người có tốt không? Đỗ Vân Yên cũng kích động muốn khóc. Nước, cho ta một ly nước, ta muốn nước ấm. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từng đạo ánh mắt hướng Diệp Thần bắn tới. Người phụ nữ kia không chỉ tỉnh, miệng lý thuyết câu nói đầu tiên, lại và vậy mũ lưỡi trai thanh niên nói giống nhau như đúc. Một người vóc dáng lồi lõm thích thú nữ tiếp viên hàng không ngay tức thì kịp phản ứng. Vội vàng đi ấn một ly nước ấm, thận trọng đưa cho Đỗ Vân Yên mẫu thân. Một ly nước ấm xuống bụng, Đỗ Vân Yên mẫu thân hoàn toàn tỉnh lại, sau đó mắt đẹp thời gian đầu tiên nhìn về phía Diệp Thần. Trong lòng cảm kích giật tại nói đồng hồ, nàng vốn định cảm ơn, nhưng là thấy Diệp Thần đang nghỉ ngơi, liền không nói thêm cái gì, nàng ánh mắt nhìn về phía mọi người, nhẹ giọng nói, nhờ có vị kia tiểu huynh đệ xảy ra chuyện, ta đã không có chuyện. Mọi người giải tán đi. Vậy nam bác sĩ diễn cảm khó coi tới cực điểm, vốn muốn nói, trực tiếp bị một cái trong đó quần áo thường nam tử che miệng, hướng một nơi đi. Từ nghề nghiệp góc độ, bọn họ không nên làm như vậy, nhưng là ở một cái Hoa Hạ thiếu tướng trước mặt, quân lệnh không thể trái. Một tràng sóng gió hoàn toàn lắng xuống. Đang máy bay còn không có hạ xuống đang lúc, khoang hạng nhất vô số đạo ánh mắt một mực ở Diệp Thần trên mình quanh quẩn. Có thể ngồi buồng hạng nhất người thân phận tự nhiên không thấp, bọn họ giỏi về nắm trong tay mạng giao thiệp. Biết giá trị tối đại hóa. Mà Diệp Thần thân phận tuyệt đối là nguyên cái đầu cùng buồng tôn quý nhất tồn tại. Bọn họ thật ra thì đã sớm chú ý tới Diệp Thần đưa ra giấy chứng nhận, hai cái cảnh sát hàng không biến sắc hình ảnh, vốn là chưa thấy được cái gì, nhưng là sau chuyện này càng nghĩ thì càng cảm thấy quỷ dị. Rất nhiều thương nhân vốn định cho Diệp Thần đưa ra danh thiếp. Nhưng là Diệp Thần toàn bộ quá trình cũng đang ngủ,
bọn họ căn bản không có cơ hội. Hơn một giờ sau đó, máy bay rốt cuộc hạ xuống, lái vào kinh thành thủ đô phi trường quốc tế. Làm máy bay vững vàng dừng lại, Diệp Thần rốt cuộc mở mắt ra, đứng lên, trực tiếp cái đầu tiên xuống máy bay. Bóng người cực kỳ quả quyết. Hắn đã sớm chú ý tới ánh mắt chung quanh một mực ở trên người mình lơ lửng, hắn không thích phiền toái, càng không muốn xử lý cái này cái gọi là nhân tế quan hệ, cái đầu tiên rời đi không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Kinh thành thủ đô phi trường quốc tế. Lượng người đi cực kỳ lớn, xuống máy bay, Diệp Thần hướng ra cửa chạm đi, thấy qua lại không dứt đám người đã các loại đứng bài, Diệp Thần có chút mờ mịt. Hắn nhìn một cái xe taxi phương hướng bảng, bước nhanh hướng một nơi đi. Ngay tại lúc này, hai đạo thân ảnh vội vội vàng vàng đuổi theo. Tiên sinh, chờ một chút. Lên tiếng chính là Đỗ Vân Yên mẹ con gái. Diệp Thần nghe được thanh âm, bước chân ngừng lại, nhìn lướt qua hai người, cau mày nói, có chuyện. Đỗ Vân Yên mẫu thân đi tới Diệp Thần trước mặt, nói xin lỗi tiên sinh, mới vừa rồi trên máy bay sự việc chân thực ngại quá, ta hướng ngài nói xin lỗi. Còn nữa, đa tạ tiên sinh lần này xuất thủ cứu giúp, nếu như không có ngài, ta có thể đã sớm xảy ra chuyện. Thái độ cực kỳ cung kính. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói thẳng, ta không phải ở cứu ngươi, nếu như ngươi xảy ra chuyện, sẽ quấy rầy ta nghỉ ngơi, còn nữa, ta không muốn máy bay hạ cánh khẩn cấp, sẽ trễ nãi ta thời gian. Diệp Thần giọng chính là như thế quả quyết. Mẹ con gái diễn cảm có chút cổ quái, ai có thể nghĩ tới đối phương ra tay lại là vì không trễ nãi thời gian, nhưng là các nàng cũng biết cao nhân không có một cái nóng nảy là tốt. Đỗ Vân Yên mẫu thần nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, tiên sinh, ngài hẳn là lần thứ nhất tới kinh thành đi, lần này định đi nơi đâu, ta và Vân Yên đều là người kinh thành, hẳn có thể giúp ngươi một ít, hơn nữa chúng ta xe liền ngừng ở hàng đứng dưới lầu mặt. Có thể đưa ngài đi. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ một chút, cuộc sống không quen, có người xử lý một ít chuyện, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Vì vậy, hắn nói thẳng, đưa ta đi kinh thành đại học sư phạm vùng lân cận khách sạn tốt nhất. Ngươi thật phải đi kinh thành đại học sư phạm, một mực không nói gì Đỗ Vân Yên hiếu kỳ nói. Không biết tại sao, nàng xem Diệp Thần ánh mắt có chút vô hình sợ hãi. Đỗ Vân Yên mẫu thân cười một tiếng, tiên sinh, vừa vặn, Vân Yên chính là kinh thành sư phạm sinh viên đại học, bất quá, trường học kia vùng lân cận có thể không có gì hay khách sạn, đều là một ít tiện nghi nhanh nhẹn nhà khách, bởi vì kinh thành đại học sư phạm xây dựng mới giáo khu, chung quanh một ít xây dựng còn chưa tới vị, rất nhiều chung cư vẫn còn ở xây. Nếu không như vậy đi, chúng ta ở kinh thành đại học sư phạm 2 cây số vị trí có một nơi biệt thự nhỏ. Tối hôm nay tiên sinh đi thích hợp một đêm, ngày mai ta giúp ngài hỏi một chút giáo viên nhà trọ bên kia có hay không gian nhà cho mướn. Diệp Thần cũng không kiểu cách, gật đầu nói, được. Nửa giờ sau đó, một chiếc BMW X5 lái vào một nơi khu biệt thự. Hoàn cảnh rất là u tĩnh. Biệt thự hẳn mới vừa giao phó không lâu, nhìn như rất mới. Hai người dẫn Diệp Thần tiến vào biệt thự. Một cái trung niên nam tử đang xem báo, nghe được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu nói, Vân Yên, ở tỉnh Chiết Giang chơi như thế nào? Vui vẻ không? Nói chuyện chính là Đỗ Vân Yên phụ thân Đỗ Trấn Quốc. Đỗ Trấn Quốc năm xưa là Hoa Hạ bên trong thể chế một thành viên, 97 năm đi nước ngoài buôn bán, xử lý nghề y dược, tài sản nổ thức tăng trưởng, có một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, gia cảnh sung túc, ở kinh thành cũng coi là nhân vật thượng lưu. Sau đó, hắn buông xuống báo, khi thấy có một cái xa lạ người đàn ông vậy xuất hiện ở phòng khách, khẽ cau mày, hỏi, vị này tiểu huynh đệ là. Đỗ Mẫu liền vội vàng giải thích, Trấn Quốc, vị này là Diệp tiên sinh, ngày hôm nay tại trên máy bay may mà Diệp tiên sinh, nếu không ngươi liền không thấy được ta, Diệp tiên sinh lần này phải đi kinh thành đại học sư phạm, bởi vì là lần đầu tiên tới kinh thành, ta liền an bài Diệp tiên sinh ở nhà chúng ta ở một đêm. Dù sao còn có rất nhiều phòng trống ở giữa. Sau đó lại là đem trên máy bay sự việc nói một lần, Đỗ Trấn Quốc càng nghe càng mơ hồ. Hắn xử lý nghề y dược, đã gặp sự việc xa so hai phụ nữ nhiều hơn nhiều. Loại này chuyện quỷ dị tình, hắn căn bản không tin. Hắn vợ mình sinh bệnh gì, hắn là rõ ràng nhất, dược đô là hắn cung cấp. Làm sao có thể chỉ một cái là tốt?
hắn phản ứng đầu tiên là hai phụ nữ bị gạt. Dẫu sao người phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn. Hơn nữa thằng nhóc kia lại là hướng về phía kinh thành đại học sư phạm đi, nói không chừng thuốc không thấy đều là đối phương một tay an bài, đơn giản chính là vì đạt được con gái hắn cùng với một ít gia sản. Loại người này, hắn nhìn thấy nhiều. Không biết tiến thủ, đường ngang ngõ tắt. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Đỗ Trấn Quốc mở miệng nói tối hôm nay trong nhà muốn tới mấy cái quý khách, phòng khách có thể đều an bài xong, nếu không như vậy. Ta để cho Tiểu Dương cho vị này tiểu huynh đệ đặt cái khách sạn đi, phòng tổng thống. Đỗ Vân Yên và Đỗ Mẫu ngẩn ra, diễn cảm rất là khó khăn xem. Đỗ Mẫu giọng cũng là không vui, nói Trấn Quốc, Diệp tiên sinh bên này đã đáp ứng, nếu không ngươi để cho những người bạn kia ở khách sạn đi. Đỗ Vân Yên cũng là nói, ba, ngày mai ta và Diệp tiên sinh vừa vặn thuận đường, ta ở trên xe đã nói xong phải dẫn lái xe mang nàng đi kinh thành đại học sư phạm. Nghe được hai phụ nữ lại là một cái người ngoài nói, Đỗ Trấn Quốc hừ lạnh một tiếng, cái nhà này ta làm chủ, chỉ như vậy. Chợt liền bấm điện thoại trong tay, Tiểu Dương, giúp ta ở Will khách sạn định một cái phòng tổng thống, sau đó lái xe tới ta cái này đón một người. Từ đầu tới cuối, Diệp Thần một mực mắt lạnh nhìn. Đỗ Trấn Quốc trong con người không tín nhiệm, cùng với lạnh lùng, hắn cũng nhìn. Đỗ Trấn Quốc cúp điện thoại, đứng lên. Móc ra một bản thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Thần, tiểu huynh đệ, đại khái 20 phút sau đó, sẽ có xe tới đón ngươi, còn nữa, nếu ngươi cứu phu nhân ta, cái thẻ này mời ngươi nhận lấy, cũng chỉ 500 ngàn mà thôi, mật mã 6 số 0, không đưa. Mặc dù nghe rất khách khí, nhưng là đuổi ý rất rõ ràng. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, cánh tay vỗ một cái, trực tiếp đem vậy tấm thẻ vỗ ở trên mặt đất. Đồng thời, Đỗ Trấn Quốc cảm giác được một đạo đợt khí tấn công tới, thân thể càng muốn lui về phía sau liền 5-6 bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Chút tiền này, ta còn coi thường, ta không quấy rầy, cáo từ. Nói xong, Diệp Thần liền đi ra bên ngoài, cửa trực tiếp đóng lại. Ba, người thật là quá đáng. Đỗ Vân Yên cả giận nói, lại là đuổi theo. Nhưng là mở cửa, nào còn có Diệp Thần bóng người à? Đỗ Mẫu nhìn một cái Đỗ Trấn Quốc, than thở một tiếng, Trấn Quốc, ta lần này thật là mắt bị mù. Mới vừa rồi Diệp tiên sinh ở đây, ta có một số việc không có cùng ngươi nói rõ. Ngươi đuổi đi căn bản không phải một người bình thường, ngươi có biết hay không? Đỗ Trấn Quốc cười lạnh nói, các người hai cái phụ nữ sẽ xem cái dám người. Lúc nào bị gạt cũng không biết, ta ở thương trường chìm nổi nhiều năm như vậy, đối phương mang mục đích gì tới nơi này, ta rõ ràng. Mới vừa rồi ta đối với thằng nhóc kia thái độ vẫn là khách khí. Nếu như bị ta bắt chứng cớ, biết hết thảy các thứ này sự việc đều là thằng nhóc này bày kế, ta khẳng định con mẹ nó chơi chết thằng nhóc này. Đỗ Vân Yên lộn trở lại thân tới, Diệp Thần đã đuổi không kịp, nàng ở bên ngoài vòng vo một vòng cũng không phát hiện, nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái mình phụ thân, nói, ba, có chuyện ngươi và mụ cũng không biết, ở mụ lúc hôn mê. Có rãnh rỗi cảnh muốn đối với Diệp tiên sinh ra tay, mà Diệp tiên sinh toàn bộ quá trình chỉ lấy ra một bản giấy chứng nhận, vậy cảnh sát hàng không thái độ liền 360 độ thay đổi. Vậy bản giấy chứng nhận, ta mơ hồ bây giờ thấy được hai chữ. Kia hai chữ, hai người đều tò mò liền mấy phần. Đỗ Vân Yên dùng thanh âm run run chậm rãi khạc ra, thiếu tướng. Nghe được thiếu tướng cái này hai chữ, không chỉ Đỗ Trấn Quốc bối rối. Liền liền Đỗ Mẫu cũng là bối rối. Hai người diễn cảm quỷ dị đến trình độ cao nhất. Toàn bộ phòng khách biệt thự lại là lâm vào như chết yên lặng. Nước Cộng Hòa thiếu tướng. Đùa gì thế? Hoa Hạ nào có tuổi trẻ như vậy thiếu tướng? Ha ha! Đột nhiên, Đỗ Trấn Quốc cười lên, cười có chút điên cuồng. Vân Yên, không phải ta nói ngươi, ngươi giàu gì cũng là một người sinh viên đại học, thật đúng là tin. Cái này vừa thấy chính là bản giấy chứng nhận giả à. Nào có tuổi trẻ như vậy thiếu tướng. Khá tốt thằng nhóc này chạy nhanh, nếu không ngụy tạo loại này giấy chứng nhận giả, có thể là tử tội. Đỗ Trấn Quốc đối với Hoa Hạ quân khu sự việc cũng hiểu mấy phần, bởi vì có người bạn đang ở bên trong nhậm chức. Một lần bữa cơm, hắn từ bằng hữu vậy cũng hiểu được Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiếu tướng tựa hồ là 39 tuổi Hà Đông. Còn như mới vừa rồi bị hắn đuổi đi thanh niên, làm sao có thể sẽ là thiếu tướng? Càng không thể nào là 39 tuổi Hà Đông.
đánh chết hắn cũng không tin. Nếu như trước mặt sự việc, để cho Đỗ Vân Yên chẳng qua là suy đoán mà thôi, bây giờ nghe cái này thiếu tướng sự việc, hắn đã xác định Diệp Thần là chính cống tên lường gạt. Khá tốt cái này tên lường gạt trước thời hạn đem hắn đuổi đi, nếu không quỷ biết đem người này lưu lại qua đêm sẽ có hậu quả dạng gì. Bị Đỗ Trấn Quốc vừa nói như vậy, Đỗ Vân Yên và nàng mẫu thân đều có chút do dự. Dẫu sao Diệp Thần quá trẻ tuổi, khắp nơi lộ ra quỷ dị và thần bí. Làm việc phong cách vậy không giống như là hắn cái tuổi này nên có. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều là giả? Đỗ Vân Yên lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đỗ Trấn Quốc hừ lạnh một tiếng, lấy là Diệp Thần lại trở về, trực tiếp nổi giận đùng đùng đứng dậy đi mở cửa. Thằng nhóc thúi, ngươi rốt cuộc xong chưa? Tin không tin ta báo C, A đem ngươi. Cửa mở ra, thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì giờ khắc này ở Đỗ Trấn Quốc trước mặt không phải là bị đuổi đi Diệp Thần, mà là hai cái người mặc quân trang thanh niên. Mấu chốt ngoài cửa còn đậu một chiếc quân xa. Ừng ực, Đỗ Trấn Quốc nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn bị một màn này dọa sợ. Đỗ Vân Yên và nàng mẫu thân nhận ra được không đúng, vậy hướng cửa nhìn. Một giây kế tiếp, hai người trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. Đỗ Vân Yên thậm chí đang suy nghĩ, chẳng lẽ Diệp Thần làm chứng giả sự việc bị phát hiện. Hiệu suất này cũng quá nhanh đi. Đỗ Trấn Quốc kịp phản ứng, nhìn một cái hai người cấp bậc trên vai, cười một tiếng, vội vàng nói, hai vị sĩ quan, các người đây là. Một vị trong đó quân nhân chào một cái quân lễ, nghiêm túc nói, người tốt, chúng ta là tới đón thủ trưởng. Thủ trưởng, lời này vừa nói ra, trực tiếp ở Đỗ gia trong lòng ba người tung lên sóng gió kinh hoàng. Chẳng lẽ thằng nhóc kia thật sự là thiếu tướng? Không thể nào. Giấy chứng nhận có thể là giả, nhưng là trước mặt quân nhân và xe quân đội không thể nào là giả à? Đỗ Trấn Quốc ngược lại hít một hơi khí lạnh, hiếu kỳ nói, các người nói thủ trưởng sẽ không họ Diệp đi. Đúng. Lời này vừa nói ra, Đỗ Trấn Quốc hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Vừa nghĩ tới mình mới vừa rồi đối với vậy Diệp Thần giọng, hắn hận không được tát mình một bạt tai. Vốn là nếu như đem Diệp Thần lưu lại, biểu hiện tốt một ít, nói không chừng hắn tập đoàn cũng có thể lên như diều gặp gió. Thậm chí và đối phương làm quan hệ tốt, hắn ở kinh thành cũng có thể ăn mở à. Nhưng là không chỉ những thứ này không có, còn đắc tội một cái nước Cộng hòa trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Trời à! Thủ trưởng có ở bên trong không? Một người trong đó nhíu mày một cái nói. Đỗ Trấn Quốc sau lưng đã toàn bộ ướt đẫm, hắn từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, thanh âm run rẩy nói, hắn. Hắn mới vừa đi. Hai người con ngươi đông lại một cái, trực tiếp hướng xe quân đội đi. Một giây kế tiếp, xe quân đội trực tiếp lái rời. Sấm rền gió cuốn. Long hồn đại bản doanh cũng không tại kinh thành. Long hồn mặc dù không tiện ở kinh thành ra tay, nhưng là không đại biểu long hồn ở kinh thành không có lực lượng. Lôi Thụ Vĩ an bài kinh thành long hồn nhân viên đi ngoài phi trường tiếp Diệp Thần, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần trước thời hạn bị người đón đi. Căn cứ quản chế số liệu biểu hiện, long hồn nhân viên thời gian đầu tiên đuổi đến nơi này, còn là chậm. Mấu chốt Diệp Thần điện thoại từ lên máy bay sau này một mực tắt máy, căn bản không liên lạc được. Kinh thành Đại học Sư phạm cửa chính. Diệp Thần nhìn cửa đá lớn chi trên có khắc mấy cái này nóng kim chữ viết. Nơi này và biệt thự khoảng cách không xa lắm, bình thường đi bộ 10 phút chừng. Nơi này sẽ là u hồn giam ngục cửa vào, ta làm sao cảm giác không giống. Diệp Thần lẩm bẩm mấy câu, trực tiếp hướng bên trong đi. Dọc theo đường đi, hắn một mực ở lưu ý toàn bộ trường học trưng bày và bố trí. Ý đồ nhìn ra trong trường học cất giấu trận pháp nào đó, mà tâm trận chỗ chính là u hồn giam ngục cửa vào. Nhưng là đi dạo lần toàn bộ trường học, hắn cũng không có chút nào phát hiện. Hạng Thừa Đông hẳn không có thể lừa gạt ta, chẳng lẽ là bởi vì là một tháng thời gian còn chưa tới. Thôi, cùng u hồn giam ngục mở ra ngày đó nói sau. Diệp Thần lắc đầu một cái, liền chuẩn bị hướng phía ngoài trường học đi. Khoan hãy nói. Đỗ Vân Yên và mẹ nàng hôn nói một chút đều không sai, chỗ này quá vắng vẻ, trừ mấy nhà tiện nghi quán trọ nhỏ, thật đúng là không địa phương nào. Bất quá rất nhiều kiến trúc đều ở đây xây,
phỏng đoán 5 năm sau, nơi đây sẽ phát triển rất tốt. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, chú ý tới bên hồ một cô gái. Thiếu nữ một gương mặt trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, màu da trắng nõn, hai đôi ngựa tre không được tư hình xinh đẹp, vẻ mặt theo người. Diệp Thần khẽ nhíu mày, sự chú ý ngược lại không phải là ở mặt mũi của đối phương trên, mà là đối phương hơi thở. Võ giả hơi thở, mấu chốt còn không yếu. U hồn giam ngục mở, nghe Hạng Thừa Đông nói, có người dẫn đường, vậy người dẫn đường có thể hay không liền ở kinh thành đại học sư phạm. Chí ít cách đó không xa cái đó hai đuôi ngựa cô gái rất khả nghi. Hai đuôi ngựa cô gái cũng là phát giác cái gì, ngẩng đầu lên, hướng Diệp Thần phương hướng bắn tới, sau đó đứng lên, đi thẳng tới Diệp Thần, một mặt không tốt. Ngươi là ngành nào, tại sao vẫn nhìn chằm chằm vào ta xem? Còn nữa, ta tại sao cho tới bây giờ không có ở trong trường học gặp qua ngươi? Hai đuôi ngựa cô gái lạnh lùng nói. Diệp Thần con ngươi híp lại, thử dò xét nói, ta tìm một khu nhà ngục giam. Sẽ không vậy là cái gì u hồn giam ngục chứ? Cô gái hầu nghi nói, giọng có chút không xác định. Nghe được cô gái lại biết u hồn giam ngục, Diệp Thần hô hấp có chút gấp rút, gần từng chữ, nói cho ta u hồn giam ngục ở đâu. Hắn giọng càng giống như là ra lệnh. Hai đuôi ngựa cô gái đôi mi thanh tú một nhăn mày, kinh ngạc nói, ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngày hôm nay ngươi là cái thứ hai hỏi ta cái gì ngục giam người. Mới rồi có cái đại thúc cũng là hỏi ta cái gì u hồn giam ngục. Diệp Thần cầm một cái chế trụ tay của cô gái cổ tay, cực kỳ nghiêm túc nói, mới vừa rồi hỏi người ngươi ở đâu, rời đi bao lâu. Cô gái sắc mặt ngẩn ra, vốn định phản kích, nhưng phát hiện ở trước mặt người đàn ông này, mình cổ võ không chút nào thả ra có thể. Nàng đưa tay ra, chỉ một phương hướng nói, 2 phút trước, có một cái ăn mặc trường bào đại thúc tới hỏi ta cái gì u hồn giam ngục, hắn mới vừa đi giáo đi ra ngoài, nếu như ngươi bây giờ truy đuổi, có thể. Lời còn chưa nói hết, trước mặt nàng một đạo cuồng gió phun trào. Diệp Thần đã biến mất. Giờ phút này, cực điểm. Diệp Thần dưới chân khí hội tụ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới trừ mình ra, còn sẽ có người tới hỏi u hồn giam ngục sự việc. Cái này tất nhiên là một đột phá điểm. Tìm được đối phương, không thể nghi ngờ là dưới mắt mấu chốt. Toàn bộ kinh thành đại học sư phạm cuốn lên đạo đạo cuồng gió. Diệp Thần ngay tức thì lao ra cửa trường. Rất nhanh, Diệp Thần liền chú ý tới một cái 100 mét ra ngoài cái đó ăn mặc trường bào người đàn ông. Chính là hắn. 100 mét đường, đối vận chuyển thương long huyễn thân quyết Diệp Thần mà nói, vô cùng ung dung. Ngay tại hắn muốn tới đến trường bào người đàn ông sau lưng thời điểm, một đạo hàn quang thoáng qua. Người đàn ông trong tay lại bắn ra một chuôi phi đao, sau đó, hai chân bùng nổ. Trực tiếp bay qua bên cạnh một đạo tường rào, biến mất không gặp. Tự tìm cái chết. Diệp Thần năm ngón tay dương ra, chân khí ngưng tụ, trực tiếp nắm chuôi này phi đao. Đồng thời, đầu gối bùng nổ, trực tiếp nhảy liền ước chừng mấy mét cao. Lật nhảy tường rào đi. Một màn này hù thảm chung quanh người đi đường. Bọn họ kia gặp qua loại thủ đoạn này à, người đi đường vốn định chụp hình, nhưng phát hiện hoàn toàn mất đi hai người kia tung tích. Bên ngoài tường rào là một nơi công trường, đang kiến thiết, các công nhân hẳn đi ăn cơm tối, người ở thưa thớt. Trường bào người đàn ông bản muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng phát hiện trước mặt đã đứng một cái lãnh ngạo thanh niên. Chính là Diệp Thần. Người phải đi nơi nào? Diệp Thần thanh âm đạm mạc rơi xuống, ý định giết người phóng thích mở. Trường bào nam tử nhíu mày một cái, chất vấn, chúng ta bây giờ hẳn không có ân oán đi. Người tại sao phải ngăn ta lại đường đi? Người ta bây giờ mặc dù không ân oán, nhưng là ta muốn biết ngươi và u hồn giam ngục có cái gì ân oán. Trường bào nam tử nghe được Diệp Thần những lời này, diễn cảm hoàn toàn thay đổi, trên mình vậy che lấp một tầng sát ý. Người biết quá nhiều, đã như vậy, ta chỉ có thể giết ngươi. Nam tử âm u thanh âm đột nhiên vang lên. Một giây kế tiếp, trong tay lần nữa bắn ra một chuôi phi đao. Phi đao xé không khí, bao quanh một tầng nhàn nhạt khí lưu. Trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm, nguyên so mới vừa rồi một kích còn đáng sợ hơn. Thậm chí phun trào ra một đạo sóng lớn hướng Diệp Thần phóng tới. Hiển nhiên là nổi lên sát tâm.
hắn đối với mình cái này một phi đao có lòng tin cực lớn, vậy cường giả thậm chí liền ngăn trở tư cách cũng không có. Một đao dưới, phải là vong hồn. Như thế thích chơi phi đao. Diệp Thần khóe miệng phát họa một đạo nụ cười, một giây kế tiếp, trực tiếp bắt được chuôi này phi đao cũng là bắn ra. Phá cho ta. Một tiếng giống giận, khí thế bừng bừng. Ùm ùm. Cuồng gió cuốn động, giống như một đầu hổ khổng lồ, xông vào sóng lớn, điên cuồng tàn phá. Vang vang. Trong nháy mắt, thanh thúy tiếng nổ tiếp liền nổ mở. Ở đó vô tận ánh đỏ và sóng lớn chính giữa, chỉ gặp Diệp Thần bắn ra phi đao tràn đầy một đạo hồng mang, lại lấy thế dễ như bỡn, tan biến đợt khí, trực bức trường bào nam tử mà đi. Làm sao có thể? Mắt thấy Diệp Thần phi đao lại trực tiếp phá vỡ đầy trời sóng lớn, giết tới trước người, hắn nụ cười trên mặt biến mất. Mình phi đao, không những chưa từng đem cái này con kiến hôi chém chết, ngược lại thì bị đối phương tùy tiện tan biến. Hắn không để ý tới cái gì, thân thể cấp tốc lui về phía sau, tránh ra phi đao một kích. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Không tốt! Nam tử sắc mặt đại biến, theo bản năng đánh ra một trường, kình khí ngút trời. Năng lực phản ứng quá kém. Một đạo thanh âm lạnh như băng yếu ớt vang lên, thoáng qua ở giữa, giống như sắt thép vậy năm ngón tay trực tiếp giữ lại tay hắn cổ tay. Rắc rắc, một tiếng, trực tiếp gãy lìa. Đồng thời, Diệp Thần một cái tay khác, lại là bắt được đối phương cổ, chợt nâng lên, sau đó ép xuống. Bành! Đối phương thân thể chỉ như vậy bị vô tình đập xuống đất, chật vật không chịu nổi. Giờ khắc này, chàng trai con người đều là sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới một cái nhìn như chỉ bất quá hơn 20 tuổi thanh niên lại có loại chiến đấu này lực. Hoàn toàn nghiền ép à! Diệp Thần một cái chân đạp ở trường bào chàng trai trên ngực, chậm rãi móc túi ra một gói thuốc lá, cánh tay run một cái, một điếu thuốc bắn ra ngoài, trực tiếp gắn lên miệng. Một cái hưởng chỉ, ngón tay bây giờ lại xuất hiện một đạo yếu ớt ngọn lửa. Khói mù lượn lờ, thanh âm lạnh như băng vậy rơi xuống, cho ngươi thời gian một điếu thuốc, đem u hồn giam ngục hết thảy sự việc nói cho ta, nếu không chết. Thanh âm này đối với trường bào nam tử mà nói giống như là đến từ tử thần tuyên án. Hắn cả người lạnh như băng, như sắp địa ngục. Hắn con người có giúp một cái, run rẩy bóng người nói, đại nhân. Không nên giết ta chẳng qua là nghe nói u hồn giam ngục sẽ ở đây khu vực mở, cho nên muốn trước thời hạn tới xem mà thôi. Ken két ca. Diệp Thần dưới chân phát lực, trường bào chàng trai xương sườn gãy lìa hơn nửa. Ta không muốn nghe ngươi tìm lý do gì, ta chỉ cần nói thật, người tốc độ tim đập là dễ dàng nhất phân biệt nói dối. Trường bào nam tử diễn cảm trở nên có chút sợ hãi, hắn nghĩ tới điều gì, gần từng chữ, vị đại nhân này, ta nói, ta cái gì đều nói. Là Lâm Tông Sư để cho ta ở chỗ này trông nom, một khi u hồn giam ngục có mở ra chiều hướng, liền hướng hắn bẩm báo. Đây tuyệt đối là thật, nếu như lừa gạt ngươi, bị thiên lôi đánh. Diệp Thần con người híp lại, bóp tắt trong tay khói. Lâm Tông Sư. Hắn mày kiếm khều một cái, hỏi, trong miệng ngươi Lâm Tông Sư nhưng mà Lâm Tuyệt Long. Trường bào nam tử chợt lắc đầu, không phải Lâm Tuyệt Long, ta loại cấp bậc này người làm sao có thể biết Lâm Tuyệt Long đâu, là kinh thành Lâm ra một vị khác, vị kia hẳn là Lâm Tuyệt Long nô lệ. Đặt ở bình thường, hắn căn bản không dám không ngừng kêu Lâm Tuyệt Long tục danh, nhưng là hắn vừa mới phát hiện. Ở tự mình nói ra Lâm Tông Sư trong nháy mắt, tên ma quỷ này trong mắt thoáng qua một đạo sát ý, cho nên hắn phải làm như vậy à? Ngươi còn biết u hồn giam ngục tin tức gì? Diệp Thần chất vấn. Trường bào nam tử đầu nhanh chóng quay tít, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, khải bẩm đại nhân, còn có một việc, vị kia Lâm Tuyệt Long nô lệ đã từng nhắc qua một chuyện, u hồn giam ngục một cái chìa khóa nắm trong tay ở tay của một cô gái bên trong. Cho nên ta mới hỏi cái đó kinh thành đại học sư phạm nữ sinh, ta vốn cho là nàng, nhưng là hiển nhiên là sai rồi. Diệp Thần con ngươi híp lại nói, ta hỏi lại ngươi một chuyện, Lâm Tuyệt Long bây giờ ở đâu? Trường bào nam tử diễn cảm càng phát ra khó khăn xem, cười khổ nói, đại nhân, kinh thành vậy mấy cái gia tộc cao cấp phủ đệ cực kỳ ẩn núp, còn có trận pháp, vậy cường giả căn bản không tìm được à, ta loại này người làm sao biết Lâm gia ở đâu? Diệp Thần biết đối phương không có nói láo, gật đầu một cái,
hướng bên ngoài đi. Trường bào nam tử gặp Diệp Thần rời đi, thở ra một hơi, sau đó con ngươi thay đổi âm lãnh. Hắn rất rõ ràng, người đàn ông này không chỉ đối với u hồn giam ngục cảm thấy hứng thú, càng đối với Lâm Tuyệt Long vậy cảm thấy hứng thú. Nếu như đem việc này nói cho Lâm gia, nói không chừng hắn sẽ có được một ít cơ duyên. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cục đá cấp tốc bắn tới đây. Hắn mặt liền biến sắc, muốn né tránh, nhưng phát hiện không thể nào. Xích, một tiếng, hắn ấn đường nhiều một đạo điểm đỏ, sau đó thân thể ngã xuống, chết ở trong vũng máu. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền đi ra công trường, chuẩn bị đánh một chiếc xe taxi rời đi, trước tiên ở vùng lân cận tìm một khách sạn ở lại. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, một chiếc thêm dài Maybach chậm rãi ngừng lại. Diệp Thần nhướng mày một cái, rất nhanh, Maybach cửa kính xe mở ra, một bản khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Hoa Hạ Tông Sư bảng thứ 9, Giang Kiếm Phong. Giang Kiếm Phong trong mắt cực kỳ phức tạp, nhìn một cái Diệp Thần, nhàn nhạt nói, lên xe đi. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được Giang Kiếm Phong đã từng đối với mình địch ý đã hoàn toàn biến mất, cướp lấy là lau một cái phức tạp, thậm chí còn kèm theo vẻ thương hại. Diệp Thần mở cửa xe, lên xe. Bên trong xe không gian rộng rãi, một cần phải đều đủ. Làm Diệp Thần sau khi ngồi xuống, Giang Kiếm Phong con ngươi liền rơi vào Diệp Thần trên mình, thở dài một tiếng, ngươi không nên tới kinh thành, thật không nên. Ngươi xuất hiện ở kinh thành Đại học Sư phạm vùng lân cận, xem ra ngươi đã biết u hồn giam ngục chuyện, nếu như không phải là ta phái người vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, ta phỏng đoán bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ta tới kinh thành và ngươi có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi hồi báo sao? Giang Kiếm Phong mặc dù không thích Diệp Thần lãnh ngạo giọng, nhưng là cũng không có chỉ trích cái gì, mà là tiếp tục nói, Diệp Thần, ngươi một mực ở Ninh Ba cái này địa phương nhỏ trưởng thành, dù là ngươi bây giờ là tỉnh Chiết Giang người thứ nhất, bây giờ cũng không phải ngươi bước vào kinh thành thời điểm. Tỉnh Chiết Giang cùng kinh thành không thể so sánh, kinh thành là thủ đô TQ, lại là hoa hạ võ đạo giới nhất là đất nòng cốt. Thế lực của nơi này rắc rối phức tạp, cường giả lâm vân. Một khi sự tồn tại của ngươi, bị có vài người phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Hạ võ đạo tổng cục chính nhân quyết nhưng mà luôn muốn giết ngươi, phỏng đoán rất nhanh sẽ đạt được ngươi tin tức, đến lúc đó, ngươi coi như là rồng qua sông, cũng không dùng. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, không muốn cùng Giang Kiếm Phong nói nhảm, nói thẳng, ngươi hẳn biết Lâm Tuyệt Long ở đâu đi. Giang Kiếm Phong ngẩn ra, diễn cảm đổi được kinh sợ đứng lên. Lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn chém chết Lâm Tuyệt Long? Buồn cười, rốt nát, người điên, liền liền ta cũng không có tư cách chém chết Lâm Tuyệt Long, ngươi cảm thấy ngươi có bao nhiêu phần thắng? Diệp Thần, đạp ở kinh thành sau đó, mời ngươi thu hồi ngươi năm xưa cao ngạo, ngươi căn bản không biết đối mặt mình là một cái như thế nào thế giới. Ở cái thế giới này, ngươi liền còn sống đều là xa cầu. Ở Giang Kiếm Phong trong mắt, Diệp Thần cho dù coi là vào hắn mắt, thậm chí có cực mạnh trưởng thành thiên phú, nhưng là ở kinh thành, nếu như không biết thu liếm, phỏng đoán không sống qua 3 ngày. Hắn thời gian đầu tiên đến tìm Diệp Thần chỉ bất quá muốn cho đối phương một cái nhắc nhở mà thôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thằng nhóc này lại vẫn vọng tưởng chém chết Lâm Tuyệt Long. Hắn lấy cái gì chém chết, lấy hắn bây giờ chút thực lực kia. Giang Kiếm Phong chân thực cảm thấy buồn cười. Thậm chí cảm thấy Diệp Thần rốt nát. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, lạnh nhạt nói, Giang Kiếm Phong, lần này ta tới kinh thành, chính là muốn coi là hồi trước kia nợ, ta không chỉ muốn tự u hồn giam ngục trong cứu ra ba mẹ ta, vậy Lâm Tuyệt Long cùng với các người Giang gia, năm đó nợ ta sẽ đích thân đòi lại. Giang Kiếm Phong hoàn toàn bất đắc dĩ. Lần này, Diệp Thần lại liền Giang gia cũng không định bỏ qua cho. Lực một người đối phó 2 cái hoa hạ gia tộc cao cấp. Phỏng đoán dõi mắt toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có Diệp Thần dám như vậy lời nói hùng hồn. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Thần có chút thất vọng. Diệp Thần có thể nói ra những lời này, chỉ có thể nói rõ hắn tầm mắt quá thấp, hắn căn bản không biết Giang gia và Lâm gia ở hoa hạ võ đạo giới ý vị như thế nào. Do dự hồi lâu, Giang Kiếm Phong mở miệng nói, mấy ngày nay ta phải chuẩn bị khiêu chiến Hoa Hạ Tông Sư bảng cường giả, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa.
Kinh thành bây giờ là một bãi nước đọng, võ đạo giới mưa gió phun trào, không phải ngươi có thể tưởng tượng, kinh thành là cả hoa hạ võ đạo giới trung tâm bão, quá nhiều người chết ở chỗ này, ta không hy vọng mấy ngày sau gặp mặt, người ta bây giờ âm dương cách nhau. Cuối cùng lại nói cho ngươi một chuyện, Lâm Tuyệt Long 5 năm trước, liền bước lên tại hoa hạ tông sư bảng thứ 2, mấy con số này hắn vẫn không có lại đi phá hỏng, hắn thật ra thì có thực lực thành là thứ nhất người. Kinh thành võ đạo giới cường giả cũng đều thừa nhận hắn và vị kia đặt song song thứ nhất. Hắn cũng đã biến mất mấy năm, nghe nói đi một nơi đất thần bí, ngoại giới lời đồn đãi, chỗ đó đối với hoa hạ võ đạo giới cường giả mà nói chính là địa ngục. Diệp thần, ta nói liền nói đến đây, còn dư lại chính ngươi cân nhắc. Kinh thành Chris 5 sao khách sạn đến, ngươi xuống xe đi. Diệp thần xuống xe, thêm dài may bách dần dần đi xa. Nhìn qua lại không dứt bóng xe, Diệp thần rơi vào trầm tư, hồi lâu, cười lạnh một tiếng, Lâm Tuyệt Long từ địa ngục trở về. Vậy thì như thế nào? Cùng ta cứu ra ba mụ, tự mình đoạn đầu hắn. Dứt lời, Diệp thần liền hướng Chris 5 sao khách sạn đi tới, cả thẻ định một căn phòng tổng thống. Chris khách sạn phục vụ tiêu chuẩn không tệ, một người vóc dáng tốt phục vụ viên trực tiếp mang Diệp thần đi tới một lầu 6 phòng tổng thống. Đưa Diệp thần đến cửa, vậy cái người đẹp phục vụ viên càng là hướng về phía Diệp thần trừng mắt nhìn, tiên sinh, ngài nếu như cần đặc thù phục vụ, có thể bấm điện thoại nhân công đường dây riêng. Nói xong, người đẹp phục vụ viên liền đi ra ngoài. Diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trực tiếp đóng cửa phòng. Sau đó, hắn đi tới trên ghế salon, giam tròng mắt, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Từng đạo chân khí ở hắn quanh thân bàn lượn quanh. Huyết long lao ra, từng cơn long ngâm vang khắp toàn bộ gian phòng, cũng may khách sạn gian phòng cách âm không tệ, bên ngoài căn bản không nghe được. Cùng lúc đó, hoa hạ võ đạo tổng cục. Trịnh Nhân Quyết ánh mắt rơi vào phòng làm việc trên màn ảnh lớn. Mà trên màn ảnh bất ngờ hiện lên một bản tấm ảnh, chính là Diệp Thần xuống máy bay lúc vỗ xuống. Người chắc chắn người này là Diệp Thần, tỉnh Chiết Giang bên kia có hay không câu trả lời. Trịnh Nhân Quyết thấp trầm giọng nói. Khải bẩm Trịnh Tông Sư, tỉnh Chiết Giang bên kia, người chúng ta không có phát hiện Diệp Thần, hơn nữa có người mắt thấy, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Di ngày hôm nay lái xe đi tỉnh Chiết Giang phi trường quốc tế, cái này xuất hiện ở kinh thành người đàn ông, chắc là Diệp Thần. Một cái ăn mặc áo vải ông già trả lời. Trịnh Nhân Quyết gật đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng. Hồi lâu, hắn khóe miệng phác họa một đạo tàn khốc nụ cười, Diệp thần, ngươi ở tỉnh Chiết Giang ta có thể hay không đem ngươi như thế nào, nhưng là lần này ngươi xông vào ta hoa hạ võ đạo tổng cục địa bàn, ta cũng nên thật tốt đãi khách. Ngươi tổn thương nhi tử ta, giết ta cục võ đạo cường giả, ta định để cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào áo vải ông lão trên mình, tiếp theo, ngươi giúp ta chắc chắn Diệp thần hết thảy tin tức. Ta phải biết hắn đi địa phương nào, và người nào tiếp xúc, ở nơi nào. Người này cái này thời gian tới kinh thành tuyệt đối không đơn giản. Cùng chúng ta hoàn toàn nắm giữ tiểu tử này tin tức, động thủ nữa không không muộn. Có chút chó nếu điên cuồng cắn người, vậy liền đem răng của nó răng đánh nát, để cho nó giống như nuốt xuống. Giờ khắc này, Trịnh Nhân Quyết quanh thân thả ra cực mạnh dùng mình, tựa như hàn băng ngàn năm vậy. Diệp thần từ trong tu luyện tỉnh lại, thở ra một ngụm chọc khí, đỉnh đầu huyết long lại là chui vào thân thể trong đó. Cả đêm tu luyện, không chỉ để cho hắn tu vi tăng trưởng mấy phần, càng làm cho hắn lĩnh ngộ mấy phần ông già áo bào đen lưu lại phá thiên kiếm ý. Phá thiên kiếm ý huyền diệu cực kỳ, phối hợp mình ngưng tụ huyết long có thể sinh ra vô cùng lực lượng mạnh. Chỉ bất quá dưới mắt, hắn đan điền chân khí chỉ đủ thi triển kiếm thứ nhất. Hắn đã đầy đủ. Phần thiên trưởng, là huyết trảm, hơn nữa phá thiên kiếm ý, ba chiêu này võ, đủ để đối phó trước mắt phần lớn vấn đề. Dưới mắt hắn duy nhất muốn làm chính là chờ đợi hạng thừa đông điện thoại. Mới vừa nghĩ tới đây, một cái tỉnh Chiết Giang số điện thoại di động đánh vào điện thoại di động hắn. Ấn nút tiếp nghe, một đạo hơi có vẻ thanh âm cung kính vang lên, Diệp tiên sinh, ta là hạng thừa đông, đây là ta bây giờ điện thoại di động. Ta bên này đã chuẩn bị lên máy bay, đại khái nửa giờ đến kinh thành, ngài cho ta một cái địa chỉ, đến lúc đó ta đến tìm ngài. Được, ta đem khách sạn địa chỉ phát cho ngươi. Cúp điện thoại,
Diệp Thần liền đem khách sạn tọa độ phát tới. Sau đó, hắn liền dự định đi khách sạn lầu 5 ăn điểm tâm, mới vừa dự định mở cửa, một cánh cửa tiếng chuông vang lên. Diệp Thần con người đảo qua, hơi ngẩn ra, ngoài cửa người đàn ông lại là ăn mặc đồ dạo phố Cần Phải Kình. Mở cửa, Diệp Thần đem Cần Phải Kình đón vào, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao tới kinh thành? Lôi Thụ Vĩ không phải để cho ngươi thi hành nhiệm vụ sao? Cần Phải Kình cười một tiếng, cầm trong tay văn kiện đưa cho Diệp Thần, liền nói, Diệp tiên sinh, ta biết ngài gần đây một mực ở lưu ý kinh thành đại học sư phạm, bên này, Long Hồn đã cho ngài an bài một cái thích hợp nhất thân phận, thuận lợi ngài ở bên trong hành động. Diệp Thần hơi có vẻ tò mò mở ra văn kiện, phát hiện là một phần mời sách. Trên đó viết kinh thành đại học sư phạm giáo sư. Mời sách phía dưới còn có một chùm chìa khóa. Cần Phải Kình giải thích, Long Hồn lần trước cho Diệp tiên sinh an bài địa chỉ không quá thuận lợi, cho nên lần này an bài một bộ giáo viên nhà trọ, 3 phòng 1 phòng khách, vị trí đến gần trung ương giáo khu, tầng chót nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ kinh thành đại học sư phạm. Hai thứ đồ này đối với Diệp Thần mà nói ngược lại là rất hữu dụng, Diệp Thần hài lòng nhận. Sau đó Cần Phải Kình lại nói, Diệp tiên sinh, đoạn này thời gian ta sẽ ở lại kinh thành Long Hồn, Diệp tiên sinh có bất kỳ chuyện đều có thể gọi điện thoại cho ta, ở kinh thành, Long Hồn thực lực mặc dù và Hoa Hạ võ đạo tổng cục không thể như nhau, nhưng là phần lớn phiền toái còn là có thể giải quyết. Coi như Long Hồn không cách nào giải quyết, nước Cộng Hòa vị kia thủ trưởng cũng không biết ngồi yên không lý đến. Nghe được câu này Diệp Thần ngược lại có chút bất ngờ, thời khắc này hắn ở dưới chân thiên tử. Vậy Hoa Hạ cái gọi là thiên tử lại muốn đảm bảo hắn. Đã như vậy, liền không quấy rầy Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh nhớ mấy ngày nay đi kinh thành sư phạm hiệu trưởng bên kia một chuyến, quân đội bên kia đã cùng hiệu trưởng nói thỏa. Lưu lại đồ sau này, Cần Phải Kình liền biến mất ở khách sạn hành lang. Diệp Thần ở khách sạn ăn điểm tâm xong, lui hoàn phòng, liền lần nữa hướng kinh thành đại học sư phạm đi, đã có cái này một tầng thân phận. Rất nhiều chuyện liền muốn gì được nấy hơn. Ngày hôm qua, vậy trường bào người đàn ông rất ý tứ rõ ràng, mở u hồn giam ngục chìa khóa nắm trong tay ở tay của một cô gái bên trong, mà người phụ nữ này tất nhiên cùng kinh thành đại học sư phạm có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trả phòng, tiếp theo mấy ngày, Diệp Thần dự định tạm thời ở tại giáo viên nhà trọ. 10 phút sau đó, Diệp Thần liền lần nữa xuất hiện ở kinh thành đại học sư phạm. Hôm nay lượng người đi so với hôm qua nhiều gấp mấy chục lần, hẳn là trở về trường ngày. Toàn bộ đại học cơ hồ đều là cùng một màu xe thể thao cũng hoặc là danh bài xe nhỏ, nam thanh nữ tú, chỉ bất quá bởi vì là đại học sư phạm duyên cớ, nữ sinh tương đối nhiều, thậm chí có chút nữ sinh vóc người và giá trị nhan sắc cũng cao đến 9 điểm. Diệp Thần cầm hồ sơ trong tay trực tiếp hướng phòng hiệu trưởng đi. Ngay tại lúc này, hai đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở cửa trường học. Hai nữ xuất hiện, tựa như để cho cửa trường học thời gian dừng lại, bên ngoài nhóm kia nam sinh rối rít ngừng lại, bàn luận sôi nổi. Chỉ vì là hai người đều là kinh thành đại học sư phạm Hoa Khôi trường học. Nếu như Diệp Thần quay đầu nói, tất nhiên sẽ nhận ra cái này hai người. Đầm trắng dài thiếu nữ là Đỗ Vân Yên, một cái khác ăn mặc màu xanh da trời áo thun, tu thân quần thể thao, vóc người cao gầy hai đuôi ngựa thiếu nữ chính là Tiền Oánh Oánh. Tiền Oánh Oánh dùng sức than khổ trước cái gì? Vân Yên, ta ngày hôm qua đụng gặp hai cái chết biến thái, vừa thấy được ta liền kéo cái gì ngục giam sự việc, không chỉ như vậy, vậy hai tên biến thái vậy không biết chuyện gì, lại để cho ta liền năng lực phản kháng cũng không có, ta vốn là dự định vận dụng một ít thủ đoạn, cũng may vậy hai tên biến thái chạy nhanh, tức chết ta. Nếu như lại để cho ta thấy được vậy hai cái người đàn ông, ta tuyệt đối sẽ không thả qua bọn họ. Tiền Oánh Oánh thở phì phò nói, đúng rồi, Vân Yên, người ở tỉnh Chiết Giang chơi như thế nào, nghe nói chỗ đó nhưng mà ra người đẹp và soái ca đâu, có hay không tới một chàng kích thích diễm ngộ. Đỗ Vân Yên lắc đầu một cái, có chút tâm thần không yên. Ngày hôm qua từng màn kia vẫn còn ở trong đầu vạch qua, cái đó Diệp tiên sinh thân phận khó biết rõ đầu đuôi, tựa như một đoàn đoàn sương mù dày đặc để cho người rất là khó chịu. Vân Yên. Ngươi rốt cuộc có nghe hay không ta nói? Làm sao cảm giác ngươi trạng thái tinh thần không tốt, nếu như không phải là vậy hai tên biến thái? Đột nhiên, nàng thanh âm dừng lại, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm xa xa một đạo thẳng bóng người.
Một cổ vô hình lửa giận ở nàng trong lòng đốt đốt. Trời ạ, vậy chết biến thái lại xuất hiện. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm rơi xuống, tiền oánh oánh quanh thân kình khí bọc, trực tiếp hướng Cẩm Văn Kiện Diệp Thần đi. Chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, Tú vươn tay ra, hóa là tay nói, một đạo hiện lên hàn quang đường vòng cung dược nhiên mà thành, trực tiếp hướng Diệp Thần cổ bổ tới. Ngón này nói, đủ để cho một cái võ giả mất năng lực tác chiến. Mắt xem thì phải chạm được Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, liền xoay người dự định cũng không có, trực tiếp bả vai run một cái, đợt khí sôi trào. Bành! Tiền oánh oánh thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Liền ở bay ra ngoài nháy mắt, Diệp Thần một cái xoay người, tay phải bắt được tay đối phương cổ tay, chợt kéo một cái, trực tiếp đem Tiền oánh oánh kéo trở lại. Lại là hướng sân cỏ một nơi đập tới. Không chỉ như vậy, bót, một cái thanh âm giòn giã rơi xuống, Diệp Thần lại một chưởng vỗ ở Tiền oánh oánh cái mông trên. Cái mông run rẩy, cảm giác cơ hồ hoàn mỹ. Tiền oánh oánh ở rơi xuống đất ngay tức thì, cánh tay chống một cái lộn, ổn định thân hình, sau đó thở phì phò nói, người tên biến thái này, biết ta là ai chăng? Ngày hôm qua và hôm nay nợ cùng tính một lượt. Ngay tại lúc này, một đạo xinh đẹp ảnh trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, chính là Đỗ Vân Yên. Đỗ Vân Yên nhìn trước mặt Diệp Thần, thanh âm kích động đến mức tận cùng, lại là mang một tia kính sợ nói, Diệp tiên sinh, ngài. Tại sao lại ở chỗ này? Thái độ này, không chỉ Tiền oánh oánh bối rối. Những cái kia một mực chú ý bên này chẳng huống kinh thành sư phạm sinh viên đại học vậy bối rối. Tất cả mọi người sợ run tại chỗ, như chết yên lặng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần, chặt chẽ nhìn chằm chằm. Đỗ Vân Yên không riêng gì kinh thành đại học sư phạm Hoa Khôi trường học một trong, lại là trong đại học chủ tịch hội học sinh. Cực điểm. Cao cao tại thượng. Gia thất. Nói năng, tính cách, dung mạo, những thứ này đặt ở toàn bộ trong đại học, đều là số một số hai tồn tại. Nàng không biết là nhiều thiếu chàng trai trong lòng nữ thần. Nhưng phải thì phải bởi vì hoàn mỹ, rất ít có nam sinh đến gần Đỗ Vân Yên. Có chút con em nhà giàu coi như đến gần, cũng sẽ bị Đỗ Vân Yên không chút lưu tình cự tuyệt. Đỗ Vân Yên và Tiền oánh oánh là bạn gái thân, quan hệ rất tốt, hai người cũng không có nói yêu thương. Một lần để cho người cảm thấy hai người là bách hợp, căn bản không thích người đàn ông. Nhưng là trước mắt một khắc, thật để cho tất cả mọi người không cách nào ổn định. Đỗ Vân Yên lại đối với một cái xa lạ người đàn ông khách khí như vậy. Thái độ này và tư thái không thể nghi ngờ là thả vào thấp nhất. Làm sao có thể? Tiền oánh oánh trước nhất kịp phản ứng, một mặt địch ý nhìn Diệp Thần, hỏi Đỗ Vân Yên nói, Vân Yên, người đây là làm gì? Ngươi biết tên biến thái này. Đỗ Vân Yên diễn cảm biến đổi, nàng nhưng mà biết Diệp Thần thân phận, vội vàng đưa tay ra che Tiền oánh oánh môi, càng đối với Diệp Thần giải thích, Diệp tiên sinh, bạn của ta nhận lầm người, chân thực ngại quá, đúng rồi, ngài ngày hôm qua đi nơi nào, chúng ta một nhà đều ở đây tìm ngươi, muốn mời ngươi ăn cơm, nói xin lỗi. Ba ta thật ra thì đối với toàn bộ sự việc cũng không phải rất rõ, hắn muốn tự mình mời ngươi ăn cơm, nói xin lỗi. Lời này vừa nói ra, Tiền oánh oánh có chút bối rối. Vân Yên phụ thân là thân phận gì nàng nhưng mà rất rõ ràng, thứ nhân vật như vậy lại muốn cho tên này nói xin lỗi. Đùa gì thế? Còn nữa, Vân Yên là thế nào nhận thức tên biến thái này? Không cần. Để cho tất cả mọi người bất ngờ chuyện xảy ra, Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí liền một chút do dự cũng không có. Sau đó... Hắn lại là liền xem đều không xem hai người một cái, trực tiếp hướng phòng làm việc của hiệu trưởng đi. Tựa như hai vị kinh thành đại học sư phạm người đẹp ở hắn trong mắt, như hồng phấn khô lâu, như phấn tục hồng, càng như không khí. Diệp tiên sinh, Đỗ Vân Yên không có chút nào tức giận, dẫu sao ngày hôm qua phụ thân làm quá mức, các nàng đem Diệp Thần thật vất vả mang về nhà, kết quả rất miễn cưỡng cho đuổi ra cửa, là một người cũng không biết tha thứ. Huống chi Diệp Thần vẫn là nước Cộng hòa thiếu tướng à. Thiếu tướng trên mình nhất định có ngạo cốt à. Diệp tiên sinh, ta để cho ta phụ thân tự mình tới hướng ngài bồi tội được không? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần đã biến mất ở nơi khúc quanh. Hắn sẽ không là vậy người một nhà hoặc người bất kỳ dừng lại. Không đáng giá được.
Diệp Thần đi tới hành chánh lầu 8 lầu, phòng làm việc của hiệu trưởng. Gõ cửa một cái, căn bản không có phản ứng. Hắn nhíu mày một cái, bản muốn rời đi, nhưng phát hiện bên trong truyền đến phụ nữ thanh âm cùng với thanh âm. Không lâu lắm, cửa mở ra, một cái ăn mặc áo sơ mi và váy công sở hơn 30 tuổi cô gái đi ra, tóc có chút xốc xếch, gương mặt ửng đỏ, nhìn một cái Diệp Thần, cúi đầu cầm giáo án rời đi. Đi vào. Sau đó, một đạo khí lực đầy đủ mà lại mang một tia uy nghiêm thanh âm vang lên. Thậm chí trong giọng nói còn có chút không vui. Diệp Thần đi vào phòng, thời gian đầu tiên chú ý tới một cái hơi mập đầu hói, đeo mắt kiếng gọng đen trung niên nam tử. Dĩ nhiên là đại học sư phạm hiệu trưởng. Ngươi là ngành nào học? Thanh âm đột nhiên dừng lại, nguyên bản một mặt không nhìn được hiệu trưởng lại là đứng lên, chủ động tới đến Diệp Thần trước mặt, đưa tay ra kích động nói, vị này chắc là Diệp tiên sinh đi, quân đội bên kia đã cùng ta dặn dò hết thảy. Ngài có thể đảm nhiệm trường học của chúng ta giáo sư thật sự là trường học của chúng ta vinh dự. Ai nha, Diệp tiên sinh thật sự là tướng mạo đường đường, chân thực để cho ta bội phục. Diệp Thần trực tiếp tránh ra đối phương đưa ra tay, đem hồ sơ trong tay túi đưa tới. Quỷ biết người này trên tay dính thứ gì. Đây là ta một ít văn kiện tư liệu. Hiệu trưởng lúng túng cười một tiếng, nhận lấy tư liệu, sau đó giải thích, Diệp tiên sinh. Mặc dù hôm nay là trở về trường ngày, nhưng là trường học bên này hết thảy chuẩn bị đã sắp xếp xong, ngài cùng ta một chút, ta đi lấy món đồ. Không lâu lắm, hiệu trưởng cầm một phần tương đối thật dày văn kiện, thận trọng đưa cho Diệp Thần, liền nói, Diệp tiên sinh, phía trên có ngài muốn hết thảy đồ, bao gồm trường học có thể là ngài cung cấp tài nguyên, tiền lương thẻ, cơm thẻ, phúc lợi đãi ngộ, giờ học đồng hồ cùng với trường học thời kỳ đầu hoạch định xây dựng toan tính. Diệp Thần nhướng mày một cái, chẳng lẽ ta còn phải đi học? Hắn tới trường học này chỉ bất quá mấy ngày mà thôi, cái này giáo sư làm mấy ngày liền thôi, để cho hắn cho một nhóm học sinh giờ học, hắn có thể không muốn. Hắn là long hồn giáo quan, nhưng là nhưng giảng bài rất ít, lại càng không dùng làm giáo sư. Diệp tiên sinh không nên hiểu lầm, bởi vì thân phận ngài đặc thù, chỉ cần tùy tiện lần trước tiết khóa là được. Như vậy trường học và cục giáo dục bên này cũng tốt bị án. Biết. Diệp Thần gật đầu một cái, đem văn kiện nhận lấy, cáo biệt hiệu trưởng, trực tiếp hướng bên ngoài đi. Hắn đi tới một tòa dãy trường học lầu cuối, trực tiếp mở ra trong tay hoạch định toan tính, quan sát toàn bộ kinh thành đại học sư phạm. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, con người có giúp một cái, khó trách một mực không phát hiện được, trường học này bố trí lại là cửu cung bát quái trận. Cửu cung bát quái trận là một môn cực kỳ mơ hồ đại trận, ở trong trận pháp căn bản không phát hiện được, chỉ có ở nhất định góc độ mới có thể phát hiện. Kết hợp trong tay thi công toan tính cùng với nhìn xuống toàn bộ đại học thế cục. Từ suối phun, cửa đá lớn, thậm chí còn thao trường, rồi đến hình cái vòng hồ nhân tạo, cũng là lớn trận tạo thành. Cả trường học tạo thành một đạo trận lưu nhớ lại. Người bình thường căn bản không phá nổi trận này. Thậm chí cực kỳ dễ dàng ẩn núp. Hắn rốt cuộc rõ ràng u hồn giam ngục cửa tại sao phải ở chỗ này mở, đến tháng sau đầu tháng, không thể nghi ngờ là thiên thời địa lợi nhân hòa à. Nhưng là còn có một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, đó chính là cửu cung bát quái trận là trận pháp một môn ở giữa cấm thuật. Một khi mở, liền cần năng lượng cực lớn. Mà đây năng lượng nguồn, tất nhiên là đám học sinh này ở giữa dương khí. Lấy âm nhập dương. U hồn giam ngục người sau lưng, lại muốn cháy đám học sinh này bộ phận sinh mạng và khí vận, mở ra khải u hồn giam ngục. Cái này phải nhiều ác độc à. Đến lúc đó, toàn bộ kinh thành sư phạm sinh viên đại học tất nhiên tai ách sinh ra, thậm chí hơi thở yếu ớt, ít nhất phải kéo dài dòng dã một năm mới có thể tỉnh lại. Đây là nhẹ nhất, nghiêm trọng dưới tình huống, sẽ có người bỏ ra sinh mạng. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn hết thảy, rơi vào trầm tư. Hắn không phải cái gì chúa cứu thế, đám người này sinh mạng và hắn không liên quan, nhưng là trận này chân thực quá mức, thì trận người không biết là cái gì tâm tính muốn như vậy. Diệp Thần suy tính mấy giây, vẫn là quyết định ra tay. Trận pháp này nếu như không phá hư, sanh ở u hồn giam ngục phụ mẫu cũng biết bỏ ra giá cực lớn. Bởi vì trận pháp mở lúc đó, u hồn giam ngục ở giữa người hiểu ý thần chấn động. Phụ mẫu không có quá nhiều tu vi. Tất nhiên phải chịu đựng cực mạnh thống khổ. Như vậy tà trận,
ta liền phá hỏng, phỏng đoán đến lúc đó, vậy u hồn giam ngục người sau lưng tự nhiên sẽ tự mình tới gặp ta. Đứng ở sân thượng Diệp Thần, trong tay xuất hiện mấy viên linh thạch, sau đó chợt từ trên sân thượng nhảy xuống. Cực điểm. Dãy lầu học mặt Tây là ngừng xe đạp địa phương, kinh thành sư phạm sinh viên đại học không giàu thì sang, cơ hồ không mấy chiếc xe đạp, chung quanh vậy không có người nào, nhảy xuống cũng không biết có ảnh hưởng gì. Rơi xuống đất nháy mắt, mặt đất hơi nứt ra, sau đó Diệp Thần liền hướng đông nam đi. Cửu cung bát quái trận tâm trận có 6 chỗ, trong đó một nơi là trường học phía sau một nơi hòn non bộ. Dựa theo hoạch định toàn tính tới xem, cái này hòn non bộ là sau đó mới có người an bài lên. Bỏ mặc vị trí và chất liệu đều là cực kỳ xảo quyệt. Nếu như không phải là mình đứng ở đó cái điểm đặc thù, có thể tới đầu tháng, hết thảy thì thật xảy ra. Diệp Thần ngón tay bóp quyết, trong tay linh thạch trực tiếp bắn đi ra ngoài, một tia ánh sáng nhàn nhạt mang lóe lên. Sau đó linh thạch đột nhiên bùng nổ, lại sinh ra một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa sáng chói đang lúc, hòn non bộ bề ngoài lại hình thành một đạo trận văn. Quả nhiên, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện Trảm Long kiếm. Trường kiếm phát ra một tiếng khẽ rên thanh, từ trên xuống dưới, ngang trời chém xuống. Một đạo màu máu ánh sáng hình thành cực mạnh kiếm ý, ầm ầm bùng nổ. Huyết sắc này kiếm ý, giống như ngân hà giáng thế, phi lưu 3.000 thước, thanh thế kinh người. Ở chạm được trận pháp ngay tức thì, bóng kiếm chia làm hai, hai phân là bốn, đảo mắt bây giờ, bóng kiếm ùn ùn kéo đến. Dưới ánh mặt trời, rậm rạp chằng chịt bóng kiếm, giống như mưa như thác đổ chiếu nghiêng xuống. Bành! Trên núi giả trận pháp kịch liệt chấn động. Vốn đang có thể kiên trì mấy giây, đến phía sau cùng, hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Thanh thúy tiếng va chạm tiếp liền truyền tới, vô số tia lửa bắn tán loạn ra. Kiếm gió cuộn sạch, bóng kiếm đầy trời, để cho người nhìn hoa cả mắt. Lại là một tiếng vang thật lớn, hòn non bộ càng bị Diệp Thần rất miễn cưỡng bổ ra, bụi mù cuồn cuộn lên. Hoặc giả là bởi vì động tĩnh quá lớn, kinh thành đại học sư phạm mấy người an ninh vội vàng tới đây, cùng bọn họ chạy tới, Diệp Thần sớm liền hướng cái thứ hai tâm trận đi. Mặc dù cái này thuộc về phá xấu xa trường học kiến trúc, nhưng là Diệp Thần đây là đang cứu người, tự nhiên không có nhiều suy nghĩ gì. Rất nhanh, thứ hai chỗ tâm trận vậy vỡ vụn ra. Trường học lãnh đạo hoàn toàn bối rối. Ngắn ngủi mấy phút, đại học hai nơi kiến trúc cũng xảy ra vấn đề, trực tiếp bị làm tổn hại. Chẳng lẽ đây là khủng bố chủ nghĩa? Mặc dù là tiểu kiến trúc, nhưng là bọn họ căn bản không có biện pháp hướng phía trên giao phó à? Toàn bộ trường học thậm chí tăng thêm bảo an tuần tra, rất sợ ở xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, u hồn giam ngục trong. Một tòa cực kỳ bao la thạch thất. Mấy cái ông già ngồi xếp bằng, từ lão giả dâu dê xảy ra chuyện sau đó, u hồn giam ngục liền do nhiều người trấn giữ. Dẫu sao u hồn giam ngục tống giam phạm nhân quá mức phức tạp, một khi xảy ra chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấy vị ông già quanh thân quanh quẩn cực mạnh linh khí chập chờn, lão giả dâu dê vậy ở trong đó. Đột nhiên, trước mặt bọn họ một tòa trận bàn ầm ầm vỡ vụn. Một đạo khủng bố đợt khí hướng bốn phương tám hướng đụng đi. Oanh! Động đất lớn, nhiều vị ông già chợt mở mắt ra, khạc ra một hớp đỏ bừng máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Lão giả dâu dê vậy rất là không dễ chịu, mới vừa muốn nói chuyện, mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên. Không tốt, cửu cung bát quái trận xảy ra chuyện. Bọn họ biết cửu cung bát quái trận ý vị như thế nào, một khi xảy ra chuyện, u hồn giam ngục muốn hấp thu năng lượng thì biết biến mất. Không chỉ như vậy, đến đầu tháng, nếu như muốn mở u hồn giam ngục một vết thương, đối với u hồn giam ngục giá phải trả cực kỳ lớn. Một vị trong đó tiên phong đạo cốt ông già nghĩ tới điều gì, con người nhìn về phía lão giả dâu dê, lạnh lùng nói, căn cứ trận bàn biểu hiện tình trạng tới xem, vậy cửu cung bát quái trận còn không có hoàn toàn bị phá xấu xa. Phải nhanh lên phái người đi ngăn cản. Được, chuyện này, ta lập tức để cho người đi làm. Lão giả dâu dê nói, sau đó lại là móc ra một máy đặc thù dụng cụ, trực tiếp đè lại phía trên một cái nút màu đỏ, phân phó nói, Tôn Chấn. Ngươi và người nọ chắc còn ở kinh thành đại học sư phạm đi, trong đại học đã xảy ra chuyện gì?
Ta bên này biểu hiện cửu cung bát quái trận xảy ra vấn đề, ngươi nhanh lên đi xem. Không lâu lắm, khí cụ kia lại truyền ra một giọng nói, khải bẩm đại nhân, kinh thành đại học sư phạm bên này bộc phát nhiều hơn nổ, nguyên nhân không rõ. Ngươi lập tức đi còn dư lại mấy chỗ tâm trận trong, nếu như phát hiện người bất kỳ, bất kể là ai, giết chết không bị tội. Còn nữa, tự mình mang hắn thi thể tới u hồn giam ngục. Ta đây là muốn xem, đến tột cùng là ai dám ban ngày ban mặt phá xấu xa chúng ta u hồn giam ngục trận pháp. Dứt lời, khí cụ kia hoàn toàn mở đi. Toàn bộ thạch thất không ngừng tràn ra sát cơ lạnh như băng, làm cho lòng người sợ hãi. Cùng lúc đó, Diệp Thần đã tới thứ tư chỗ tâm trận. Kinh thành đại học sư phạm mặt tây góc một cây cột đá. Cột đá rất cao, ước chừng 7 mét. Phía trên có một khối tương tự tấm bảng quảng cáo đồ, bất quá nội dung quả thật trường học một ít quy định chế độ. Nếu như không phải là Diệp Thần hiểu trận pháp, người bình thường căn bản không phát hiện được. Hoa Hạ một ít trận pháp và Côn Lôn hư trận pháp căn bản không thể so sánh. Giống như nhập môn cấp và cấp đại sư như nhau. Diệp Thần lần nữa dùng linh thạch thủng trận pháp, vừa định chém xuống một kiếm, một đạo thân ảnh lại cấp tốc hướng hắn bên này vọt tới. Không chỉ như vậy, lại là đi đôi với một đạo kinh thiên gầm thét. Tự tìm cái chết. Dứt lời, nhọn tiếng xé gió truyền tới. Màu xanh ánh sáng giống như sao rơi phá vỡ thương khung, xé thiên địa. Trực tiếp hướng Diệp Thần chém tới. Không có gì sánh kịp tốc độ dưới, khí lạnh ngay tức thì cuộn sạch chung quanh. Trong nháy mắt, Diệp Thần cả người tựa như lâm vào băng thiên nơi tuyết chính giữa. Làm bóng người đến gần, Diệp Thần mới phát hiện đối phương là ai. Lại là một cái trong đó tuần tra bảo an. Trên người an ninh làm sao có thể phun trào ra đáng sợ như vậy cổ võ hơi thở. Chỉ có một cái khả năng, đối phương đến từ u hồn giam ngục. Xem ra phá xấu xa trận pháp này là tốt nhất đưa tới u hồn giam ngục phương pháp. Ngươi không nên phá xấu xa trận này, ta đã lấy được ra lệnh, ngươi phải chết. Ta muốn giết người, căn bản không có tư cách sống. Cái đó nam tử trong mắt sắc bén lạnh như băng, một kiếm dưới lại cao ngạo đến trình độ cao nhất. Tựa như đã quyết định Diệp Thần sống chết. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, Trảm Long kiếm nắm chặt trong tay, nhàn nhạt nói, chính là con kiến hôi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, ta để cho ngươi xem nhìn cái gì mới thật sự là kiếm ý. Một tiếng thét dài, Diệp Thần chân đạp già nua huyễn thần quyết, thân hình bỗng nhiên thoát ra. Trong tay Trảm Long kiếm chấn động, màu máu ánh sáng che trời xây, khí lạnh ngay tức thì cuốn sạch bát phương. Ông! Kiếm thanh gào thét, một kiếm dưới, không khí tựa như đều phải xé. Ở tuyệt đối tốc độ dưới, Diệp Thần một kiếm này, thậm chí hơn nữa sắc bén, hơn nữa bá đạo. Oanh! Đảo mắt bây giờ! Hai thanh trường kiếm giao phong chung một chỗ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Vô tận cuồng gió, cuốn tới. Đầy trời giao thoa ánh sáng chính giữa, đất đai run rẩy, lại là xuất hiện một kẽ hở. Ông! Một tiếng rên rỉ truyền tới, nam tử thần sắc biến đổi, trường kiếm trong tay, ánh sáng ngay tức thì bị chiếm đoạt. Thậm chí vỡ vụn. Hắn trong mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Hiển nhiên! Hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại thi triển ra lớn mạnh như vậy kiếm pháp. Bành! Một kích dưới, u hồn giam ngục cái đó nam tử lại lui mười mấy bước. Thật vất vả ổn định thân hình, máu hắn khí dâng trào, cũng không nhịn được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Nam tử kêu Tôn Chấn, là u hồn giam ngục an bài ở kinh thành đại học sư phạm một người cường giả. Hắn và một vị khác đại nhân chung nhau dám thi kinh thành đại học sư phạm trận pháp. Dẫu sao trận này quan hệ đến u hồn giam ngục năng lượng, cực kỳ trọng yếu. Làm hắn phát hiện Diệp Thần là đầu sỏ lúc đó, trong lòng thốt nhiên giận dữ, vốn định một kiếm chặt đứt Diệp Thần đầu lâu, sau đó xách đầu đi u hồn giam ngục, lại không nghĩ rằng Diệp Thần chiến lực lại như vậy khủng bố. Kinh thành đại học sư phạm lúc nào xuất hiện cường giả loại này? Tôn Chấn đoạn này thời gian lưu ý rất nhiều người, mặc dù kinh thành đại học sư phạm đúng là có một ít võ đạo cường giả. Nhưng là bất kể cảnh giới vẫn là lực lượng và bọn họ chênh lệch quá xa, không đủ gây sợ hãi. Mà trước mắt cái này người thanh niên giống như vô căn cứ toát ra vậy. Mấu chốt thủ đoạn thông thiên. Một chiêu này giao phong, hắn bị thua thiệt nhiều.
thậm chí để cho hắn cảm thấy không thể tin. Nhất là đối phương thi triển ra kiếm chiêu, quá mức khủng bố, để cho Tôn Trấn trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Thằng nhóc, ta không biết ngươi tại sao phải phá xấu xa cái này trận pháp, có chút thế lực không phải ngươi có thể đắc tội. Nếu không ngươi chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ, Tôn Trấn đem dâng trào khí huyết áp chế, lạnh lùng nói. Diệp Thần không gấp trước giết người, còn người híp lại, mở miệng nói cho ta u hồn giam ngục cửa vào ở nơi nào, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Tôn Trấn diễn cảm hơi kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới đối phương phá xấu xa cái này đại trận lại là vì đi u hồn giam ngục. Cái này đáng giá không? Hắn suy tư mấy giây, mở miệng nói, u hồn giam ngục đồ, ngươi không có tư cách biết. Dứt lời, Tôn Trấn há mồm ra. Một tia sáng trắng lại từ trong miệng bắn đi ra. Ánh sáng trắng trên lại tản ra màu đen khí lưu. Có độc. Diệp Thần con ngươi lạnh lẽo, Trảm Long kiếm một chuyển, ở trước mặt không khí vạch ra một đạo rét lạnh độ cong. Sắc bén dưới, trường kiếm đánh xuống, giống như xé thiên địa. Cường đại kiếm khí trực tiếp phá vỡ đạo bạch quang kia. Ánh lửa lượn lờ, vậy cực nhanh ám khí trực tiếp bốc cháy. Làm sao có thể? Tôn Trấn kinh hãi, như vậy một kích, xuất kỳ bất ý, vậy cao thủ căn bản phát hiện không được. Nhưng là đối phương không chỉ phát hiện, thậm chí còn dễ như trở bàn tay thủng. Một tiếng thét kinh hãi, hắn vội vàng ngăn cản. Bởi vì kiếm kia ý xé ám khí đồng thời, không giữ lại chút nào hướng hắn tới. Né tránh, căn bản không còn kịp rồi. Hắn trường kiếm trong tay đã sớm gãy lìa, bất đắc dĩ. Chỉ có thể thân thể hướng phía sau cấp tốc thối lui. Nhưng là còn không có trả mấy bước, kiếm kia ý đã rơi xuống. Một hồi tiếng trầm thấp vang lên, Trảm Long kiếm như dài sông dáng thế, chạy thẳng tới hắn đi. Rào, một tiếng. Máu bắn tung tách thả ra, máu tươi nhốn nháo, ngực hắn lại xuất hiện một đạo lỗ to lớn, nhìn thấy mà giật mình. À, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang khắp chung quanh. Cường đại kiếm khí càng làm cho hắn lảo đảo nghiêng ngã lui về phía sau, suýt nữa ngã xuống đất. Trong đầu hắn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Cường giả loại này, hắn liền ngăn trở quyền lực cũng không có. Nhìn gào thảm Tôn Trấn, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hai bước bước ra, nhọn tiếng xé gió truyền tới, cánh tay đột nhiên vung ra. Chờ một chút, Tôn Trấn lời còn chưa nói hết, một đạo hàn quang thoáng qua, hắn con người bỗng nhiên phóng đại. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Kinh thành đại học sư phạm ở đâu ra loại này yêu nghiệt à? Coi như dõi mắt toàn bộ kinh thành, vậy không tìm được mấy cái à? Thời khắc này Tôn Trấn cảm giác được mình dị thường nhỏ bé, hoàn toàn lòng đại loạn. Giao! Lại là một hồi xuyên thấu thanh truyền tới, đi đôi với máu vẩy bầu trời mênh mông, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang khắp, Tôn Trấn té bay ra ngoài. Hắn trên mình lại thêm một vết thương, thậm chí liền một tia xương trắng cũng có thể thấy được. Mắt xem Diệp Thần từng bước một hướng hắn đến gần, hắn cả người bị mồ hôi ướt đẫm, không ngừng run rẩy. Hắn bước ra một giọt máu tươi, muốn dùng u hồn giam ngục bí thuật chạy trốn. Hắn so người bất kỳ đều biết, bây giờ không chạy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên đất đều là máu tươi, sinh mạng đang cấp tốc trôi qua. Thời khắc này Diệp Thần, ở Tôn Trấn trong mắt chính là tử thần. Vậy một chuôi kinh khủng kiếm, chính là tử thần liêm đao. Địa ngục cửa hoàn toàn mở ra, vô tận lạnh như băng khí tức tử vong bao quanh hắn. Âm lãnh, lạnh vô cùng. Hắn mới vừa thi triển bí thuật chạy trốn, bụi mù cuồn cuộn phun trào. Mắt xem hắn bóng người thì phải biến mất, một đạo dày chi tiếng vang lên. Muốn đi, nằm mơ. Hôm nay ngươi không đường có thể trốn. Dứt lời, trong bụi mù, một đôi bàn tay trực tiếp xé ra. Xuyên thấu bụi mù, trực tiếp giữ lại Tôn Trấn cổ. Cường đại lực lượng quán chú xuống, Tôn Trấn chỉ cảm thấy mình bị đặt ở khoáng đạt núi lớn dưới, không cách nào thở dốc. Loại này dai dứt đau đớn, tựa như phá cốt. Ngươi không thể giết ta, ta đến từ u hồn giam ngục. U hồn giam ngục trấn giữ những cường giả kia chỉ một cái là có thể đem ngươi nghiền ép, ngươi nếu như giết ta, bọn họ nhất định sẽ điều tra kỹ kinh thành đại học sư phạm, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh Tôn Trấn sắc mặt tái nhợt gào thét. Hắn chỉ có thể uy hiếp như vậy.
nhưng là căn bản không có dùng. Bởi vì Diệp Thần muốn tìm chính là u hồn giam ngục người. Một chuôi trường kiếm lạnh như băng trực tiếp đặt ở Tôn Chấn trên cổ. Ngươi chỉ có một lựa chọn, nói cho ta u hồn giam ngục cửa vào, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới cái thế giới này. Giờ khắc này, Tôn Chấn cảm giác sinh mạng của mình bị phong tỏa, trước mắt cái này nhất định chính là người điên. Hắn dĩ nhiên muốn nói ra u hồn giam ngục sự việc, chỉ có như vậy mới có thể cứu mình, nhưng là một khi nói ra, hắn hẳn phải chết à. Có thể trước mắt kiếm lạnh lẽo đã phá vỡ hắn cổ, máu tươi chảy như dòng nước ra, khó khăn bị trình độ cao nhất. Ta nói, u hồn giam ngục chìa khóa nắm ở trên tay một vị đại nhân. Khác, muốn lần nữa mở u hồn giam ngục, không nhất định phải qua mấy ngày, thật ra thì chỉ cần vị đại nhân kia một giọt máu tươi cùng với tay nàng ở giữa chìa khóa là được. Vị đại nhân kia là nữ, Diệp Thần nhíu mày một cái nói. Đúng. Vị đại nhân kia là u hồn giam ngục một vị trong đó trưởng lão con gái, thuật pháp thông trời, nàng là kinh thành đại học sư phạm một vị. Tôn Chấn lời còn chưa nói hết, một cổ quỷ dị lực lượng đột nhiên xông ra trong cơ thể hắn. Rắc rắc, một tiếng, Tôn Chấn cổ lại mình nhúc nhích, dòng dã 360 độ. Hắn con người phóng đại, vào giờ khắc này, sức sống hoàn toàn không có. Chết! Diệp Thần thần sắc biến đổi. Tuyệt đối không có chú ý tới thân thể đối phương trong lại ẩn núp một đạo cường đại thuật pháp. Cái này thuật pháp có thể ngoài ngàn dám giết người. Hắn vậy mang vô tận dùng mình ánh mắt, quét nhìn chung quanh, phát hiện đã có mấy người an ninh hướng bên này tới. Hắn không do dự nữa, dưới chân thương long huyễn thân quyết phun trào, đầu gối cong, rồi sau đó bùng nổ, năm ngón tay nắm mỗi một tầng vách đá dọc theo, tàn ảnh từng cơn, đi thẳng tới lầu chót trên. Hắn đứng ở lầu chót bên bờ, quan sát cả vùng. Mặc dù đầu mối duy nhất chết, nhưng là đối phương lời sau cùng tiếng nói rất rõ ràng, hắn trong miệng vị đại nhân kia liền ở kinh thành đại học sư phạm. Học sinh, lãnh đạo, cũng hoặc là khác chức vị. Giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt cực kỳ nghiêm túc. Ngay tại lúc này, Diệp Thần túi điện thoại di động reo, nhìn lướt qua, phát hiện là Hạng Thừa Đông đánh tới. Hẳn là hắn xuống máy bay. Diệp tiên sinh, ta đã đến khách sạn, bên đầu điện thoại kia truyền tới Hạng Thừa Đông rất cung kính thanh âm. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, liền nói, ngươi tới kinh thành đại học sư phạm tới gặp ta. Được, Hạng Thừa Đông không dám nói không. Điện thoại trực tiếp cắt đứt. Diệp Thần không ở số nhiều muốn, trực tiếp hướng còn dư lại hai nơi tâm trận đi, bỏ mặc nói thế nào, trận pháp này phải phá. Từng cơn phá sập chi tiếng vang lên. 5 phút sau đó, u hồn giam ngục bên trong thạch thất mấy vị ông già sắc mặt khó khăn xem đến mức tận cùng, bởi vì kinh thành đại học sư phạm vậy đạo trận pháp hoàn toàn thủng. Bọn họ dòng dã một năm tâm huyết bị hủy. Lão giả dâu dê cũng là trầm giọng nói, khải bẩm mấy vị đại nhân, Tôn Chấn xảy ra chuyện, bên ngoài bây giờ chỉ còn lại một người. Còn lại mấy vị trưởng lão nhìn nhau, cũng từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấu một đạo tức giận. Rốt cuộc là ai? Dám giết bọn họ u hồn giam ngục người. Rốt cuộc là ai, dám cắt bọn họ u hồn giam ngục căn cơ. Nhất định chính là nhân thần cộng phẫn. Một vị trong đó tiên phong đạo cốt ông già đứng lên, trận này phá xấu xa, ta đề nghị u hồn giam ngục khép kín một năm. Nếu không qua mấy ngày mở u hồn giam ngục, đối với chúng ta mà nói cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có rất lớn hao tổn. Một ông cụ khác vội vàng phản bác, ta không đồng ý. U hồn giam ngục qua mấy ngày phải mở, u hồn giam ngục ở giữa mấy vị trọng yếu phạm nhân, hiện ở tình trạng thân thể cực kỳ nguy hiểm, nếu như không có dược minh người đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, ta đây là muốn hỏi một chút ngươi, mấy người kia sinh mạng trọng yếu, vẫn là u hồn giam ngục an nguy trọng yếu, bên ngoài người nọ dám phá trận, tất nhiên là hướng về phía u hồn giam ngục tới, đến lúc đó người nọ nếu như giết đi vào, đời này giá cả ai có thể gánh vác. Tiên phong đạo cốt ông già thanh âm cực kỳ lạnh như băng, hắn không thích có người phản bác hắn ý kiến. Ngay tại lúc này, lại một vị ông già mở miệng nói, hai vị đừng cãi cọ, u hồn giam ngục mở nhất định là muốn mở ra, nếu như mấy người kia chết ở u hồn giam ngục, vậy hoa hạ mấy cái thế lực và tông môn tất nhiên sẽ nổi điên, đến lúc đó đối với chúng ta mà nói cực kỳ bất lợi, bây giờ lớn nhất vấn đề chính là bên ngoài phá trận người.
chúng ta mặc dù không cách nào đi ra ngoài, nhưng là vẫn là có thể mượn người ngoài tay đem người nọ chém trừ. Một khi người nọ bỏ mình, hết thảy vấn đề liền cũng không có. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người gật đầu một cái. Ông già gặp mình nói lên phương án bị khẳng định, tiếp tục nói, còn dư lại vị kia u hồn giam ngục người hẳn nhị trưởng lão nữ nhi đi, nàng thực lực ta liền hiểu rõ, thuật pháp thủ đoạn cực kỳ nhiều, muốn tìm ra bàn tay đen sau màn cực kỳ dễ dàng, còn như chém chết, nàng phỏng đoán cũng có thực lực này, bất quá vì để đạt được an toàn, nhiều đi nữa phái một số người. Kinh thành không phải có mấy cái võ đạo gia tộc còn thiếu người chúng ta tình sao, dùng những người này lực lượng, người nọ chẳng lẽ còn có thể sống qua 3 ngày. Được, liền cái phương án này. Giờ khắc này, u hồn giam ngục tất cả mọi người cơ hồ hai tay đồng ý. Diệp thần phá hư trận pháp sau đó, liền hướng long hồn cho mình an bài giáo viên nhà trọ đi. Còn như ngày hôm nay tạo thành ảnh hưởng, kinh thành đương cục cùng với long hồn tự nhiên sẽ đè xuống. Hắn không cần lo lắng. Hắn nhìn một chút trên chìa khóa số phòng, trực tiếp ngồi thang máy chuẩn bị đi lên. Ngay tại cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, một đôi mảnh khảnh tay trực tiếp từ bên ngoài đưa ra ngoài, sắp khép lại cửa thang máy lần nữa mở ra. Sau đó một cái ăn mặc vớ cao màu đen người phụ nữ đi vào, nhìn một cái Diệp Thần, cười một tiếng, sau đó liền thân thể hơi khom người, đem một cái to lớn cái dương kéo đi vào. Cô gái vóc người cao gầy, mái tóc dài sóng vai. Trong trắng thấu đỏ da thịt khảm ở vô cùng phú cốt cảm đẹp hai bờ vai, áo sơ mi trắng khỏa không dừng được nỉu na ngạo nhân ngực, đỉnh núi phập phồng, phong tư thướt tha, phối hợp nhỏ đúng dịp eo, đường cong cân bằng mà vóc người bạo tốt, một đôi màu đen tế cao theo phối hợp hạ, cả người lộ vẻ được quyến rũ mà cao nhã, tươi đẹp thoát tục. Cái này còn là Diệp Thần lần đầu tiên ở kinh thành thấy như vậy chất lượng cao người đẹp. Cổ quái là đối phương căn bản không phải học sinh, hình như là lão sư. Bởi vì cái dương rất nặng, cô gái chỉ có thể cúi người xuống, dùng sức kéo động cái dương, mà Diệp Thần góc độ vừa vặn có thể thấy qua đầu gối quần cụt xuống một màn tuyết trắng. Hắn không có nhiều xem, lên tiếng nói, hay là để ta đi. Phụ nữ kia ngẩn ra, gương mặt ửng đỏ, không biết là bởi vì khuôn đồ vẫn là Diệp Thần hỏi. Được, cô gái thanh âm rất nhẹ. Nghe rất thoải mái. Sau đó Diệp Thần đưa tay ra, hai cái tay giữ lại cái dương hai bên, dễ như trở bàn tay mang đi vào. Cảm ơn. Diệp Thần không có tiếp tục để ý sẽ. Cô gái vốn muốn đi nhấn nút thang máy, nhưng là làm hắn thấy trong thang máy con số lúc đó, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, người chính là kinh thành đại học sư phạm mới tới thầy giáo kia. Ngày hôm qua, kinh thành đại học sư phạm giáo viên nhóm WeChat bên trong nổ tung nồi. Bởi vì hiệu trưởng ở bên trong thông báo, trường học gần đây đem tiến cử một vị hải ngoại du học trở về giáo sư, rất trẻ tuổi. Toàn bộ giáo viên nhà trọ, nàng tầng nào vị trí là tốt nhất, mà vừa vặn là ngày hôm qua, hiệu trưởng lại tự mình giám sát người tới quét dọn nàng cửa đối diện căn nhà kia, rất hiển nhiên, đây chính là để lại cho vị kia trẻ tuổi giáo sư chỗ ở. Ở nàng trong mắt, hiệu trưởng trong giọng nói nhắc tới trẻ tuổi giáo sư chắc là 4 chừng 10 tuổi. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, thanh niên trước mắt chỉ bất quá 20 tuổi. Thiên tài. Diệp Thần nhìn đối phương một cái, nhíu mày một cái, vẫn gật đầu. Đạt được Diệp Thần câu trả lời, cô gái hiển nhiên càng tò mò, đưa ra trắng nõn tay, khá là phóng khoáng nói, ta kêu Ngụy Dĩnh, là kinh thành đại học sư phạm tiếng Anh lão sư, hơn nửa năm mới vừa tới nơi này, liền ở ngươi cửa đối diện. Diệp Thần nắm tay đối phương, điểm đến thì ngưng liền buông. Trả lời, Diệp Thần. Đơn giản hai chữ, không có bất kỳ nói nhảm. Thang máy bầu không khí ngay tức thì có chút lúng túng. Cũng may thang máy cửa mở ra, Diệp Thần một cái tay trực tiếp gánh lên cái dương này hướng bên ngoài đi. Ta giúp ngươi cầm vào đi thôi. Ngụy Dĩnh vội vàng đi ra thang máy, hướng bên trái một cánh cửa đi, cửa phòng mở ra, Diệp Thần đem đồ đặt ở phòng khách, liền chuẩn bị cáo từ. Giáo sư Diệp. Người đợi một chút, uống ly nước nghỉ ngơi một chút. Ngụy Dĩnh từ máy nước uống bên trong ấn một ly nước, thận trọng đưa cho Diệp Thần. Nàng eo cong, có thể bởi vì mới vừa rồi dọn đồ nguyên nhân, áo sơ mi một cái nút cài phá vỡ, một mảnh đầy ấp như ẩn như hiện, câu tâm hồn người. Diệp Thần không có nhận lấy nước, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm. Không nên hiểu lầm, hắn tầm mắt cũng không có rơi vào Ngụy Dĩnh trên ngực.
mà là nàng trên cổ sợi dây chuyền kia. Dây chuyền chi trên có một viên sáng chói bảy màu đá, ở ánh đèn khúc xạ hạ, ánh sáng chói mắt. Địa phách huyền thạch. Đây lại là Côn Lôn hư cực kỳ chân quý địa phách huyền thạch. Giờ khắc này, hắn hô hấp có chút gấp rút. Không chỉ như vậy, hắn có thể cảm giác được túi đá màu đen đang chấn động. Tựa như muốn đem cái này địa phách huyền thạch chiếm làm của mình. Ngụy Dĩnh gặp Diệp Thần không có nhận lấy nước, con người có chút kinh ngạc, nhưng là khi nàng nhìn thấy Diệp Thần tầm mắt phương hướng trên, theo bản năng vậy hướng ngực nhìn lướt qua, gương mặt đều đỏ. Nàng áo sơ mi viên thứ nhất nút áo và viên thứ hai nút áo đều đang mở ra. Trùng hợp ngày hôm nay nàng ăn mặc một kiện cực mỏng nịt vú, cái này như ẩn như hiện hình ảnh, để cho nàng hận không được tìm một khe hở chui vào. Nàng vội vàng đem áo sơ mi nút áo cài chắc, trong lòng cũng là suy nghĩ không ngừng bàn lượn quanh. Nàng vốn cho là Diệp Thần như thế trẻ tuổi thành là giáo sư, ở học thuật lên cùng với nhân phẩm lên tất nhiên và những thứ khác nam lão sư không giống nhau. Nhưng là bây giờ, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Diệp Thần không chỉ nhìn, lại là như vậy không chút kiêng kỵ. Làm một giáo sư, chẳng lẽ không phải thân sĩ một ít sao? Giáo sư Diệp, người như vậy. Nàng mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần liền kích động mở miệng nói, Ngụy lão sư, ngươi có thể hay không đem ngươi trên cổ dây chuyền cho ta liếc mắt nhìn, còn nữa, mạo muội hỏi một chút, dây chuyền này ngươi là từ chỗ nào nơi được, đây đối với ta lại nói, vô cùng trọng yếu. Ngụy Dĩnh ngẩn ra, đưa tay ra sờ một cái dây chuyền, chợt công khai, gương mặt đỏ hơn, nàng đem dây chuyền cầm xuống, đưa cho Diệp Thần, giải thích, cái này trước kia là mụ ta đưa ta, nàng ở 18 tuổi thời điểm đưa cho ta thân thể tồn tại một ít tiên thiên tính vấn đề. Cần mang dây chuyền này mới có thể chậm tách ra. Diệp tiên sinh ngươi chỉ có thể xem mấy giây. Diệp Thần gật đầu một cái, nhìn một cái dây chuyền trong tay, đã chắc chắn vậy trung gian linh thạch chính là địa phách huyền thạch. Đá này cực kỳ chân quý, thậm chí ở Côn Lôn hư cũng là giá trên trời. Hắn vừa định hỏi Ngụy Dĩnh mua dây chuyền này, nhưng phát hiện cả nhà đổi được cực kỳ băng hàn. Đây là... Hắn chợt ngẩng đầu lên. Phát hiện Ngụy Dĩnh sắc mặt tái nhợt, chung quanh lại xuất hiện từng đạo hàn sương. Không chỉ như vậy, Ngụy Dĩnh trong thân thể lại xuất hiện từng đạo máu sát. Máu này sát so trên người hắn còn cường liệt hơn. Trong cơ thể hắn vậy cái huyết long hư ảnh tựa như cảm thấy uy hiếp, từng cơn long khiếu vang lên, tựa như đang nổi giận. Sát huyết hàn thể. Cái này làm cho hắn kinh ngạc hơn, trong lòng tựa như tung lên mọi thứ sóng lớn. Ở Côn Lôn hư cũng cực kỳ hiếm thấy sát huyết hàn thể lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn là ở một cái trên người cô gái. Hắn ngay tức thì công khai Ngụy Dĩnh trên cổ tại sao phải mang dây chuyền này, nếu như không có trước địa phách huyền thạch áp chế, Ngụy Dĩnh phân phút phát bệnh. Đại La Kim Tiên cũng khó cứu à. Hắn thu hồi đối với địa phách huyền thạch rình dập tâm, vội vàng đem dây chuyền vẫn còn cho Ngụy Dĩnh, mau đeo lên. Ừ. Ngụy Dĩnh đeo lên dây chuyền. Cả căn phòng nhiệt độ mới chậm lại. Giáo sư Diệp, người mới vừa nói là sát huyết hàn thể là thứ gì? Ngụy Dĩnh hiếu kỳ nói. Diệp Thần lắc đầu một cái này địa phách huyền thạch mặc dù chân quý, nhưng là đối với Ngụy Dĩnh mà nói không thể nghi ngờ là cứu mạng đồ, quân tử yêu tài, lấy chi có nói, hắn cũng không dự định đánh vật này chú ý, hơn nữa phân phó nói, Ngụy lão sư, nhớ, sau này bất kể là ai để cho ngươi tháo xuống vật này. Ngươi đều không thể lấy. Ngụy Dĩnh mặc dù không biết Diệp Thần tại sao đột nhiên như thế nghiêm túc, vẫn gật đầu một cái, giáo sư Diệp, ta hiểu ý. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu như có cần gì giúp, có thể gõ ta cửa, phần lớn vấn đề ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Diệp Thần bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp rời đi. Ngụy Dĩnh nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, đôi mi thanh tú một nhăn mày, lẩm bẩm nói, cái này giáo sư Diệp. Thật đúng là một cái quái nhân, nói chuyện trách, tính cách càng quái. Bất quá, hắn mới vừa rồi thật chỉ quan tâm trên cổ ta dây chuyền, mà không phải là ta vóc người. Diệp Thần đến gian phòng, trong đầu đều là vậy địa phách huyền thạch sự việc. Cái này Ngụy Dĩnh rốt cuộc lai lịch ra sao? Sát huyết hàn thể nhưng mà thế gian ách thể một trong, một khi dính vào, đời này có thể cũng phá hủy. Nếu như Ngụy Dĩnh là người tu luyện ngược lại vẫn tốt. Đáng tiếc đối phương chẳng qua là người phàm mà thôi. Một khi mất đi vậy địa phách huyền thạch, hương tiêu ngọc vẫn.
Đáng tiếc, Diệp Thần bây giờ không tinh lực đi quản đối phương cũng có địa phách huyền thạch, mấy năm này chí ít không cần lo lắng. 10 phút sau đó, điện thoại vang lên, Hạng Thừa Đông đến cửa trường học. Xe ngươi ở cửa chờ, ta đi ra. Diệp Thần cúp điện thoại, liền hướng bên ngoài đi. Hạng Thừa Đông thân phận đặc thù, tới giáo viên nhà trọ chỉ sẽ để cho u hồn giam ngục chỗ tối người phát hiện, còn không bằng chính hắn đi cửa trường học. 2 phút sau đó, Diệp Thần ở một chiếc xe thương vụ lên gặp được Hạng Thừa Đông. U hồn giam ngục bên kia người liên lạc ngươi sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói. Diệp tiên sinh, bọn họ chỉ để cho ta tới kinh thành, còn không có liên lạc ta, nhưng là lần này xuất hiện một cái vấn đề, trước kia ta có thể mang một vị dược minh trợ thủ tiến vào, nhưng là lần này không biết tại sao, u hồn giam ngục bên kia chỉ cho phép ta một người bước vào, bên này có chút khó giải quyết. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cười lạnh nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền không dự định chui vào, u hồn giam ngục nhốt một ít không nên nhốt người, ta muốn bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Hắn ánh mắt lạnh như băng đến mức tận cùng. Tốt nhất phụ mẫu không có bị tổn thương gì, nếu không hắn muốn chỉnh cái u hồn giam ngục chôn theo. Cảm nhận được Diệp Thần sát ý, Hạng Ngồi Đông con ngươi hơi co rúm một cái, Diệp tiên sinh, người không biết muốn xông vào chứ. Ta nghe nói u hồn giam ngục bên trong có rất nhiều cao cấp cường giả. Nếu như xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần vẫn nói, chuyện ta ngươi không cần phải để ý đến. Chỉ cần u hồn giam ngục mở lúc đó, trước thời hạn thông báo ta. Hắn giao phó xong mới vừa dự định xuống xe, Hạng Ngồi chủ điện thoại vang lên. Hạng Ngồi Đông thấy cái đó quen thuộc dãy số, vội vàng gọi lại Diệp Thần, Diệp tiên sinh, xin chờ một chút, điện thoại tới, là u hồn giam ngục người. Diệp Thần ngẩn ra, ngồi trở về, chỉ nghe gặp bên đầu điện thoại kia truyền tới một đạo lạnh như băng giọng nữ, Hạng Ngồi Đông, đồ cũng mang đủ sao. Hạng Ngồi Đông nhìn một cái Diệp Thần, trả lời, mang đủ, tùy thời đều có thể đi u hồn giam ngục. Bên đầu điện thoại kia người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, lần này u hồn giam ngục mở, tình huống có biến, chúng ta có thể đợi không được đầu tháng, tối ngày mốt 12 giờ, Kinh Thành Đại học Sư phạm phía Bắc Hồ Vân Hòa, mang theo ngươi hết thảy đồ, chờ ở nơi đó ta. Không thể tới trễ, cơ hội chỉ có một lần. Còn nữa... Một khi để cho ta biết ngươi đem tin tức để lộ ra ngoài, Dược Minh vậy không gánh nổi hậu quả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.